chương 202, Trọng Thủy chân Luân. Những tài liệu trước mắt này đều được Hàn Lập thu thập từ mấy ngày trước thông qua nhiều cách khác nhau, tuy không phải là linh tài nghịch thiên quý hiếm gì nhưng quả thực cũng tốn không ít công phu. Phương pháp tâm đắc luyện chế ngụy chân Luân không quá khó khăn, trong chú giải kinh sớm đã có ghi chép, hơn nữa không chỉ có một phương pháp. Tuy rằng luyện chế chân Luân không dễ, nhưng bởi vì có hiệu quả nên rất nhiều người luyện chế, trong chú giải kinh siêu tập được tâm đắc của rất nhiều người. Những người này trong quá trình luyện chế tìm tòi nhiều phương án, sử dụng nhiều loại tài liệu khác nhau, cho nên quá trình luyện chế cũng không ít những điểm khác nhau. Tuy nhiên, tổng thể quá trình cũng khác biệt không lớn. Giờ phút này, trên mặt đất trước người Hàn Lập, đã sớm khắc trận phù cần có để luyện chế Ngụy Chân Luân, hình dáng ngoài tròn trong vuông tựa như đồng tiền cổ ở thế tục, nhìn như bình thường nhưng kỳ thực được sắp xếp theo quy luật của trời đất. Hàn Lập đặt bốn loại linh tài vào bốn đồ án trống trong trận phù sau đó há miệng phun một ngọn lửa nhỏ vào giữa trận phù lập tức hừng hực cháy, rồi ngưng tụ thành một ngọn lửa to bằng đầu người. Theo âm thanh chú ngữ trầm thấp từ trong miệng hắn truyền ra, vô tướng chân luân kinh trong người âm thầm vận chuyển, trên mặt đất của trận phù lập tức sáng rực hào quang, đồng thời giao hòa với ngọn lửa. Vù vù vù, một trận tiếng gió ở trong mật thất vang lên, ngọn lửa nhỏ trong trận phù sáng chói, nhanh chóng xoay chuyển hóa thành vòng xoáy lửa cỡ nhỏ, từ đó truyền ra nhiệt độ nóng bỏng làm người sợ hãi. Ngay sau đó, tay hắn vung lên, khối quặng đen nhánh như nước bay lên đầu tiên rơi vào trong vòng xoáy lửa, rồi nó rất nhanh trở nên đỏ thẫm và trong suốt. Sau đó, tay hàn lập khẽ huy động, giọt chất lỏng màu xanh lam cũng bay lên rơi vào trong vòng xoáy lửa, ngay phía trên khoáng thạch đen nhánh. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, một cỗ khói trắng nồng nặc bốc lên, khoáng thạch đen kia lập tức bị hòa tan ra, biến thành chất lỏng. Hàn lập thấy thế, mắt lóe lên tinh quang, hai loại tài liệu khác cũng nhanh chóng bay lên rơi vào trong ngọn lửa tay hắn biến đổi pháp quyết, vòng xoáy lửa kia lập tức hợp lại, hóa thành một quả cầu lửa to lớn, bao phủ tất cả tài liệu vào trong. Cùng lúc đó, độ nóng trong mật thất lập tức hạ xuống, tựa hồ phần lớn sức nóng đều bị hút vào trong quả cầu lửa. Kế tiếp chính là quá trình luyện chế dung hợp kéo dài buồn chán. Hắn chỉ cần khống chế tốt ngọn lửa nhỏ là được, cũng không cần làm sự tình khác. Vì vậy, hắn lấy chân ngôn hóa luân kinh ra, tiếp tục tham ngộ. Thời gian hơn 10 ngày trôi qua hàn lập ở trong mật thất không rời nửa bước hai mắt nhìn chằm chằm quả cầu lửa trước người sau một lúc lâu hai tay của hắn chậm lại quả cầu lửa từ từ bị kéo dài ra một lần nữa biến thành vòng xoáy lửa ánh mắt hàn lập chăm chú nhìn chỉ thấy ở trung tâm ngọn lửa có một vật hình mâm tròn cỡ hơn một xích đang lơ lửng mâm tròn này vô cùng đỏ thẫm khe rãnh ngang dọc linh văn phức tạp đầy trên bề mặt nhưng xem ra khí tức cũng chỉ là một kiện pháp bảo tương đối tốt mà thôi cũng không có cảm ứng đặc thù gì hàn lập trong lòng hơi động một chút một vòng trọng thủy ẩn chứa một tia thủy pháp tắc liền bay ra dưới sự thao túng cách không của hàn lập nó chậm rãi hạ xuống vòng xoáy lửa rơi vào mặt mâm tròn đỏ thẫm đùng một tiếng vang nhỏ giống như là tiếng nện trong mật thất hoặc là tiếng vang trong lòng hàn lập mâm tròn đỏ thầm đột nhiên run lên lập tức bị trọng thủy màu đen quấn lấy giống như bị một lớp chất lỏng bọc lại nhanh chóng từ màu đỏ chuyển sang đen biến thành một mâm tròn màu đen cùng lúc đó rất nhiều phù văn ở chính giữa vòng tròn nhanh chóng hòa tan ra, bía thành hình dáng chạm trổ. Ở một chỗ mép mâm tròn, một đoàn hào quang màu xanh nước biển sáng lên, ngưng kết thành một đoàn thủy đạo văn. Sau một lúc lâu, phía trên mâm tròn đã trải đầy đường vân chạm trổ, truyền ra từng đợt khí tức thủy pháp tắc. Hàn Lập thấy thế, há miệng hút vào, ngọn lửa nhỏ kia lập tức bị cuốn ngược lại bay vào trong miệng hắn. Ngụy Chân Luân đã luyện thành không còn ngọn lửa bao quanh liền rơi xuống mặt đất trong mật thất. Chỉ nghe tiếng vang ầm ầm rất lớn, Nền đất của mật thất bỗng nhiên hạ xuống, nước vỡ ra từng vết dạng hình mạng nhện làm khiếp đảm kinh tâm, lan tràn ra bốn phía chân tường. Toàn bộ động phủ cùng sân nhỏ của Hàn Lập đều bị ảnh hưởng, tựa như như động đất mạnh. Đám người mộng vân quy đang ở sân nhỏ tưởng đang xảy ra dị trạng, nhao nhao bỏ giờ tu luyện, chạy đến xem xét. Trên đỉnh núi Xích Hà, âm thanh ồn ào, vô số chim chóc hoảng sợ ào ào vỗ cánh bay ra, tạo thành một mảng màu đen che kín bầu trời. May mà chỗ này vắng vẻ, nên không quấy nhiễu đến những người khác trong tông môn. Lại nói trong mật thất động phủ, Hàn Lập đứng trên mặt đất, rút Ngụy Chân Luân được cắm sâu trong mặt đất ra. Sau khi tra xét rõ ràng, hắn phát hiện nửa điểm khí tức pháp tắc thời gian cũng không có, nhưng thủy pháp tắc lại vô cùng tinh thuần, ngoài ra bởi vì thêm vào trọng thủy nên vật này nặng hơn nhiều so với hình dáng bên ngoài. Người có đặc tính như vậy thì gọi ngươi là trọng thủy chân luân đi." Hàn Lập hài lòng đánh giá Ngụy Chân Luân trong tay, tự mình lẩm bẩm. Không lâu sau, cửa động phủ bỗng nhiên mở ra, Hàn Lập đi ra ngoài. Đầu tiên, hắn đi xuống dưới sơn động hỏa mạch dưới chân núi. Tại đây, hắn kiểm tra một chút, phát hiện tinh viêm hỏa điều ở trong hỏa mạch đang vui sướng đến cực điểm. Nó cắn nuốt không biết bao nhiêu linh khí hỏa mạch nên trên thân khí thức tăng vọt lên rất nhiều. Chẳng qua vì thời gian quá ngắn nên chưa ổn định, vì vậy Hàn Lập cũng không biết Rốt cuộc nó có thể khôi phục lại trạng thái gì. Tuy nhiên, thông qua liên hệ tâm thần. Hàn Lập biết hỏa điều ở chỗ này rất thoải mái Nên yên lòng Lúc sau, hắn trở về sân nhỏ ở phủ đệ Triệu tập đám người mộng vân quy đến Hắn ban cho bọn họ một ít đan dược Lại chỉ điểm vài câu trong vấn đề tu luyện cho từng người Sau đó, hắn rời đỉnh núi Xích Hà Tiếp tục ra ngoài tìm kiếm tung tích thanh trúc phong vân kiếm Mấy ngày sau, vẫn như cũng không thu hoạch được gì Hàn Lập một lần nữa về tới mật thất trong động phủ Tiếp tục tu luyện chân ngôn hóa Luân Kinh Dù sao đây là công pháp chủ tu nên hắn muốn nắm giữ lực lượng pháp tác thời gian nhanh nhất có thể. Chỉ là cứ cách một đoạn thời gian, hắn đều kiên trì đi ra ngoài một chuyến, tìm kiếm toàn bộ dãy núi Trung Minh một lượt, để tìm thanh trúc phong vân kiếm, nhưng mỗi lần đều chưa thu hoạch được gì. Trong nháy mắt, 4 năm trôi qua, trên không trung đỉnh núi xích Hà bỗng nhiên xuất hiện vô số mây đen, sắc trời đột biến. Thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, lần nữa hình thành một dòng xoáy linh khí to lớn mà mắt thường có thể thấy được. Sau một hồi lâu, mây đen giữa không trung chậm rãi tiêu tán. Dòng xoáy linh khí hơi chấn động, phát ra tiếng như chim phượng hót, rồi nổ tung ra, hóa thành vô số tia linh quang đủ mọi màu sắc lấp lánh ở giữa không trung, sau đó tan biến rất nhanh, không còn dấu tích. Bên trong mật thất động phủ, Hàn Lập ngồi xếp bằng, vẻ mặt mừng rỡ. Trên bụng của hắn, hai điểm sáng màu vàng lấp lánh. Hắn lại thành công đả thông thêm một tiên khiếu, thời gian 7 năm đả thông hai tiên khiếu, Việc này nếu nói ra thì bên trong Trúc Long Đạo sẽ không biết bao nhiêu người cả kinh, há miệng đến rất cả cầm, hơn nữa lại là tu luyện chân môn hóa luân kinh, môn công pháp cực kỳ huyền ảo khó luyện. Phải biết rằng, một khi độ kiếp thành công bước vào chân tiên cảnh, tu vi tăng lên so với đại thừa kỳ phía dưới rất khác. Cho dù là đả thông một cái tiên khiếu cũng tiêu phí tối thiểu mấy trăm năm, tư chất kém một chút bỏ ra tới nghìn năm là chuyện vô cùng bình thường. Trong vòng 7 năm đả thông hai cái tiên khiếu, không chỉ trong lịch sử Trúc Long Đạo, chỉ sợ toàn bộ Bắc Hàn tiên vực cũng không có mấy người làm được. Hàn lập đối với tốc độ đả thông tiên khiếu của mình, ngoài việc khiếp sợ ra, không khỏi nghĩ đến bộ công pháp luyện thể tiểu bắc đầu tinh nguyên công mà hắn năm đó tu luyện ở linh hoàn giới. Lúc ấy, hắn mượn nhờ tinh quang luyện thể, cuối cùng đả thông 7 cái huyền khiếu đạt thành chân cực thân thể, trở thành một gã huyền tiên. Công pháp này là do lãnh diễm lão tổ từ Bắc Hàn tiên vực truyền xuống, giữa hai thứ có lẽ có không ít liên quan. Đối với việc này hắn cũng không nghĩ nhiều, nhắm mắt cảm ứng hai cái tiên khiếu. Qua hơn nửa canh giờ, hắn mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia cổ quái. Theo ý niệm trong lòng khẽ động, kim quang hiện ra trên người, rồi ngưng tụ ra một vòng chân môn bảo luân, tản mát ra ánh sáng màu vàng nhạt dịu mát. Phía trên bảo luân, bỗng nhiên lại thêm ra hai đoàn đạo văn thời gian. Tình huống trước mắt khiến cho hắn ngoài việc mừng rỡ, còn không khỏi âm thầm phỏng đoán. Có lẽ sau này mỗi lần hắn đả thông một cái tiên khiếu, đều ngưng tụ ra hai đoàn đạo văn thời gian không biết hắn là chân tiên cảnh sơ kỳ, nếu đã thông toàn bộ 12 tiên khiếu thì có thể ngưng tụ hơn 24 đoàn đạo văn thời gian không? Đương nhiên những cái này chỉ là bây giờ hắn nghĩ ngợi lung tung, nếu thực sự như thế, chân luân này của hắn cũng quá mức nghịch thiên. Hàn lập cảm thụ được bốn đoàn đạo văn thời gian truyền ra âm thanh ông ông run rẩy cảm ứng lẫn nhau, giữa chúng tựa hồ sinh ra cộng hưởng nào đó. Sau một khắc, kim quang chân ngôn bảo luân lóe lên, một gợn sóng màu vàng sáng hơn rất nhiều so với trước kia, khuếch tán ra, rồi lan tràn đến phạm vi 10 trượng xung quanh. Hàn Lập cảm ứng một lượt, trên mặt hiện ra nụ cười khổ. Mặc dù có 4 đoàn đạo văn thời gian nhưng hiệu quả chân ngôn bảo luân vẫn cực kỳ bé nhỏ, xem ra chỉ có thể chờ tập hợp đủ 6 đoàn thì mới thử một chút. Có lẽ, lần đả thông tiên khiếu sau mới nhìn xem kết quả đạt thành như thế nào. Hàn Lập kềm chế kích động trong lòng, tâm niệm thúc giục, kim quang trên thân lóe lên rồi biến mất. Chân ngôn bảo luân cũng theo đó ẩn vào trong cơ thể. Hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó đứng dậy đi tới phòng khách cũng không biết nghĩ tới điều gì lông mày hơi nhăn tu luyện chân môn hóa luân kinh tuy rằng trôi chảy vô cùng nhưng có vẻ vận khí của hắn tựa hồ đều bị nó lấy hết trong bốn năm qua hắn một mực đau khổ tìm kiếm thanh trúc phong vân kiếm nhưng vẫn không hề có tung tích hắn hầu như đã đi khắp một lượt dãy núi trung minh nhưng vẫn không thu hoạch được gì điều này làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ đồng thời trong lòng cũng có vài phần nôn nóng vào thời khắc này một đạo bạch quang từ bên ngoài bay tới là một lá truyền âm phù. Lông mày hàn lập nhướng lên, phất tay bắt lấy, thả thần thức thăm dò vào trong. Sắc mặt hắn khẽ biến, lập tức đứng lên, đi ra phía cửa động phủ. chương 203, tiến vào điện Thái Huyền. Sau khi phất tay mở cửa động phủ, hàn lập thấy Mộng Vân Quy đứng ở bên ngoài, bên cạnh là một trung niên mặt chữ điền, mặc trang phục trưởng lão nội môn. Đúng là kỳ lương, lệ đạo hiếu, tại hạ quấy giày. Kỳ lương ấm giọng cười nói, kỳ huynh, Hôm nay thế nào lại rảnh rỗi đến đây thăm tại hạ vậy? Mời vào, Hàn Lập dẫn đối phương vào trong, phân phó Mộng Vân Quy pha trà. Kỳ Lương xuất thân cũng là tán tu, cộng thêm năm đó tiến cử Hàn Lập vào trúc long đạo, những năm gần đây hai người kết giao rất tốt. Tuy nhiên, đây lại là lần đầu tiên đối phương đến thăm động phủ của hắn. Biết Lệ trưởng lão nhiều năm như vậy, hôm nay mới phát hiện các hạ còn là một khổ tu sĩ. Nhưng có 10 tên tôi tớ này quản lý động phủ gọn gàng, ngăn nắp đấy. Kỳ lương đi theo hàn lập, bước vào trong động phủ, ánh mắt nhìn lướt khắp nơi, khẽ vuốt cầm nói. Ha ha, động phủ lệ mỗ có chút đơn sơ, thật khiến kỳ huynh chê cười. Hàn lập cười ha ha nói. Trong phòng khách của hắn ngoại trừ cái bàn da thì không có đồ vật nào khác, nhìn trống trải vô cùng. Hắn đã từng thăm động phủ kỳ lương, bên trong xa hoa tráng lệ, so sánh nơi đây quả thực là khác nhau, một trời một vực. Hạc hạc, ta và người đều là chân tiên, há lại quan tâm những vật ngoài thân này lệ huynh không bị ngoại vật mê hoặc toàn tâm toàn ý tĩnh tu phần tâm tính này làm cho mỗ bội phục kỳ lương cười ha ha nói nói là không có việc thì không lên điện tam bảo kỳ huynh hôm nay tới chơi không biết có chuyện gì quan trọng hàn lập không lòng vòng nữa hỏi thẳng ta từ điện thái huyền tới tiện đường ghé qua đây thăm lại nói việc phó đạo chủ hùng sơn hôm nay tuyên bố nhiệm vụ người có lẽ chưa biết trong mắt kỳ lương hiện ra một tia hưng phấn nói Điện Thái Huyền là nơi tuyên bố, tiếp nhận nhiệm vụ trong nội môn Trúc Long Đạo, Hàn Lập tất nhiên biết rõ chỗ đó. Tuy nhiên, những năm này, hắn bận rộn tu luyện và tìm kiếm Thanh Trúc Phong Vân Kiếm nên không có ý định nhận nhiệm vụ. Vì vậy, hắn chưa từng tới đó dù chỉ một lần. Hùng Sơn, Phó Đạo Chủ, nhiệm vụ gì lại khiến Kỳ Huynh hưng phấn như vậy? Tại hạ rửa tai lắng nghe, Hàn Lập nhớ tới thân ảnh mập lùn của Hùng Sơn. Hùng Sơn, Phó đạo chủ ban bố một nhiệm vụ là muốn tìm 10 vị tu sĩ chân tiên tinh thông đạo phi kiếm để phụ trợ y tế luyện một kiện pháp bảo. Ban thưởng cực kỳ hậu hĩnh, sau khi hoàn thành mỗi người có thể đạt tới số điểm công trạng này. Kỳ lương thần thần bí bí nói, duỗi ra một tay, khoa tay múa chân ra một chữ ngũ. 50 điểm công trạng, hàn lập khẽ giật mình, là 500 điểm công trạng, kỳ mỗ biết rõ lệ huynh tinh thông thuật ngự kiếm hơn xa ta. Cho nên mới ghé qua mời người cùng tham gia, kỳ lương mặt mày hớn hở nói. Hàn Lập lần này cũng có chút động dung, hắn tuy rằng chưa tới Điện Thái Huyền nhưng cũng biết một ít về các nhiệm vụ ở đó. 500 điểm công trạng tuyệt đối là phần thưởng vô cùng lớn. Ban thưởng hậu hĩnh như thế, lại không có gì nguy hiểm, nhiệm vụ tốt thế lâu rồi không xuất hiện. Rất nhiều trưởng lão biết sơ về đạo phi kiếm đều đến báo danh rồi, Lệ huynh cảm thấy hứng thú chứ? Kỳ Lương mỉm cười hỏi, nếu như Kỳ huynh đã tự mình đến đây mời, Lệ mỗ sao có thể không đáp ứng. Ý niệm trong đầu Hàn Lập khẽ chuyển. Sau đó nhẹ gật đầu. Hắn hôm nay tuy rằng vẫn còn không ít việc, không có tâm tình làm nhiệm vụ, nhưng Kỳ Lương tự mình đến mời, hai người quan hệ không tệ, chẳng lẽ không cho y mặt mũi. Hơn nữa, 500 điểm công trạng thật sự rất có sức hấp dẫn, hắn quả thực có chút động tâm. Hai người rất nhanh chóng rời khỏi động phủ, sau khi phân phó Mộng Vân quy chăm sóc tốt ngọn xích hà, Hàn Lập cùng Kỳ Lương hóa thành hai đạo độn quang, lóe lên biến mất tại phía chân trời xa. Nhìn hai đạo độn quang xé rách thiên địa, trong mắt Mộng Vân Quy hiện ra vẻ cực kỳ hâm mộ. Điện Thái Huyền tọa lạc tại một đỉnh núi tên là đỉnh Kinh Vân. Ngọn Kinh Vân có nghĩa như tên gọi, cả tòa núi thẳng tắp cao ngất, từ chân núi lên đỉnh núi có thể thấy cây cối, thảm thực vật cực kỳ nhỏ bé. Hơn nữa, trên vách núi ánh sáng chói trang vô cùng, đến loài khỉ cũng khó có thể leo lên được, có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Không trung trên đỉnh núi được người thi pháp ngưng tụ ra một mảng mây bảy sắc màu rất lớn, tản mát ra bảy màu ánh sáng tốt lành, trong vòng ngàn dặm đều có thể thấy được rõ ràng. Điện Thái Huyền tọa lạc phía trên đám mây bảy sắc, cao chừng vài chục trượng, toàn điện màu xanh đen, bất luận vách tường hay là gạch ngói đều dùng tài liệu quý hiếm, thật dày, tạo cảm giác trầm trọng như núi, làm cho người ta không khỏi suy nghĩ xem đám mây bảy sắc phía dưới có thể chịu được hay không. Trước đại điện là một quảng trường đá xanh, diện tích rất lớn. Dọc theo quảng trường có hơn 10 cột đá to lớn, toàn cột màu xanh biếc, bên trên có tượng Thiên Long, thải phượng, bạch hổ huyền vũ và các kỳ thú khác, trông rất sống động. Từ quảng trường nhìn ra, do không bị vật che chắn nên tầm mắt vô cùng thoáng đáng. Bầu trời vạn dặm trong xanh như gương, làm cho người ta không khỏi cảm thấy hào hứng. Điện Thái Huyền là một trong những nơi náo nhiệt nhất ở Trúc Long Đạo, trên quảng trường có một tòa lâm truyền các tọa lạc, thỉnh thoảng lại có người ra ra vào vào. Có các đạo độn quang từ bốn phương tám hướng bay vụt đến, đáp trên trên quảng trường. Tuy rằng nơi đây về nguyên tắc không hạn chế thân phận người tiếp nhận nhiệm vụ, cho dù là đệ tử ngoại môn nếu có đủ thực lực cũng có thể tới đây tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng tới đây tuyệt đại đa số đều là người mặc trang phục đệ tử nội môn. Đúng vào lúc này, hai đạo độn quang từ đằng xa phía chân trời xé gió tới. Độn quang thu lại hạ trên quảng trường, hiện ra thân ảnh Hàn Lập và Kỳ Lương. Các đệ tử đứng gần nhìn thấy hai người trong trang phục trưởng lão nội môn, trên mặt vội vàng thể hiện vẻ cung kính, đi dẹp sang hai bên nhường đường. Hàn Lập nhìn xung quanh một lượt, trong nội tâm không khỏi ước định nội tình cùng thực lực trúc long đạo một lần nữa. Mới nhìn qua, các tu sĩ ra vào nơi đây có tu vi cao thấp không đều, tuyệt đại đa số từ nguyên anh kỳ trở lên, thậm chí có thể nhìn thấy tu sĩ hợp thể kỳ, đại thừa kỳ. Có thể nói, tu sĩ ở điện Thái Huyền lúc này, nếu là đặt ở linh giới trước kia, chỉ sợ là so với một đại tông môn thì thực lực ở đây cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Kỳ lương hiển nhiên quá quen thuộc với tình cảnh này, lúc này đã cất bước đi đến phía trước điện Thái Huyền. Hàn lập nhíu mày, rất nhanh đi theo đến trước đại điện, cất bước đi vào. Vừa xài bước tiến vào đại điện, Hàn lập chợt cảm thấy xung quanh sáng lên. Bên trong không gian đại điện trước mắt dường như thoáng cái đã lớn ra gấp 10 lần, cảm giác này có chút huyền diệu. Nhìn từ bên ngoài, đại điện cũng không thể nào lớn như vậy, nhưng mà lúc này đây xem ra so với quảng trường phía ngoài giường như cũng nhỏ hơn không bao nhiêu. Chẳng lẽ là đại điện này dùng loại cấm chế pháp tắc không gian huyền diệu? Nội tâm Hàn Lập không khỏi âm thầm suy đoán sau khi bước vào đại điện kỳ lương hơi dừng lại rồi quen thuộc đi thẳng đến phía trong đại điện trong đại điện ở trung tâm là ba bức tường đá to lớn cao hai ba mươi trượng rộng vài chục trượng một bức tường màu trắng một bức tường màu xanh biếc một bức tường màu vàng khói ba bức tường đá lấy thứ tự trắng xanh vàng xếp đặt bức tường đá màu trắng tọa lạc tại vị trí ngoài cùng của đại điện bức tường đá màu xanh ở phía trong đại điện còn bức tường đá màu vàng khói thì ở chỗ sâu nhất trong đại điện Ba bức tường đá có màu sắc khác nhau, nhưng trên bề mặt đều hiện lên một bảng văn tự rõ ràng, lập lè linh quang, chính là bảng thông báo nhiệm vụ. Dùng số lượng để so sánh thì số lượng nhiệm vụ trên bức tường đá màu trắng rất nhiều, dày đặc, chi chít chừng hơn 1.000 nhiệm vụ. Số lượng bên trên bức tường đá màu xanh thì ít hơn, còn số lượng bên bức tường đá màu vàng khói tận cùng bên trong thì ít nhất. Đây là ba bức tường đá thông báo nhiệm vụ, ứng với độ khó khác nhau. Nhiệm vụ trên bức tường đá màu trắng là dễ nhất, thích hợp tu sĩ từ hóa thần kỳ trở xuống, nhiệm vụ trên bức tường đá màu xanh khó hơn chút, dành cho tu sĩ từ luyện hư kỳ trở lên, mà bức tường đá màu vàng khói tận cùng bên trong là nhiệm vụ dành cho tu sĩ chân tiên cảnh chúng ta đấy. Kỳ lương nói xong, đi thẳng vào bên trong, đến phía trước bức tường đá màu vàng khói. Trong điện, dòng người ngày càng nhiều, mơ hồ có chút chen chúc, nhất là bên cạnh hai bức tường đá màu trắng và màu xanh. Tuy nhiên, Chỗ bức tường đá màu vàng khói ở trong cùng thì có thưa thất mấy trưởng lão chân tiên cảnh đứng xung quanh, những đệ tử nội môn kia tựa hồ cũng không dám tới. Tuy rằng, những năm này Hàn Lập cũng biết thêm một ít trưởng lão nội môn, nhưng cũng không nhận ra mấy người kia. Kỳ lương hiển nhiên so với Hàn Lập giao thiệp rộng hơn nhiều, có chút quen biết với mấy người kia, chào hỏi cùng bọn họ. Mấy vị trưởng lão đó cũng đều tươi cười chào lại. Chư vị, ta giới thiệu với mọi người một chút, vị này chính là đạo hữu lệ phi vũ, mấy năm trước mới nhập môn, hiện ở ngọn núi Xích Hà. Về phần mấy vị này là, Kỳ Lương giới thiệu mọi người một lượt, Hàn Lập mỉm cười bắt chuyện với mấy vị trưởng lão, Hàn Huyên một chút, rồi cũng không nói chuyện nữa, ánh mắt nhìn lên bức tường đá màu vàng khói. Kỳ Lương và mấy người ở chỗ đó nói cười rộ lên, có vài phần khôn khéo. Số lượng nhiệm vụ trên bức tường đá màu vàng khói cũng không ít, tất cả quả nhiên đều không đơn giản. Điểm công trạng được ban thưởng cũng không nhiều, không khác nhau lắm đều là mấy chục điểm, điểm công trạng trên trăm cũng không nhiều. Hàn Lập lần đầu nhìn kỹ nhiệm vụ tông môn, trong nội tâm hơi trầm xuống. Để kiếm điểm công trạng xem ra so với hắn dự đoán khó khăn không ít. Công pháp chân ngôn hóa luân kinh tầng thứ hai cần 9.000 điểm công trạng, cũng không biết phải làm bao nhiêu nhiệm vụ mới có thể gom đủ. Nhiệm vụ ban thưởng cao cũng không phải là không có, tại chỗ cao nhất của bức tường đá có 10 cái nhiệm vụ, dùng màu hồng thể hiện khác biệt so với nhiệm vụ bình thường màu trắng, kiểu chữ cũng hoàn toàn khác nhau, giải thích rõ là tông môn tuyên bố nhiệm vụ đặc thù. Từng nhiệm vụ đặc thù này ban thưởng đều vô cùng hậu hĩnh. Ban thưởng thấp nhất là 800 điểm công trạng, đại đa số cao hơn 1000 điểm công trạng, chẳng qua là độ khó cực cao, hung hiểm cực kỳ. Nhiệm vụ ban thưởng thấp nhất là săn giết một con phong hỏa ly có tu vi chân tiên cảnh đại viên mãn, mang thi thể nguyên vẹn của nó về. Loại yêu thú phong hỏa ly này Hàn Lập đã từng xem trong điển tịch, chính là một loại linh thú sống quần cư, lại chỉ sống ở cực bắc của đại lục cổ vân. Chúng sinh ra đã có thực lực tương đương hóa thần kỳ, thân mang thần thông phong hỏa, sau khi trưởng thành có thực lực tương đương hợp thể kỳ, còn đạt tới chân tiên cảnh đại viên mãn tức là phong hỏa ly vương rồi. Hàn Lập đã thấy tận mắt và nhận thức được sự lợi hại của con quái vật bạch tuộc biển có tu vi chân tiên cảnh hậu kỳ, tự nghĩ với thực lực hôm nay muốn tiêu diệt nó còn làm không được chứ chưa nói đến việc săn giết một con phong hỏa ly vương có tu vi chân tiên cảnh đỉnh phong, ngoài ra bên cạnh nó còn một đám linh thú bảo vệ. Những nhiệm vụ khác càng khó khăn hơn, như là xâm nhập vào một hiểm địa cử tử nhất sinh tìm kiếm một loại tài liệu gần như tuyệt tích, hoặc là đuổi giết một tên tà tiên tiếng xấu vang xa, nhưng mà tu vi nghe nói đã tiếp cận kim tiên cảnh. Hàn lập khẽ cười khổ, nhìn những nhiệm vụ này một lượt ngược lại có thể tăng thêm không ít kiến thức, mở rộng tầm mắt, nhưng muốn tiếp nhận thì căn bản không thể nào, ban thưởng nhiều hơn nữa cũng vô dụng nhưng sau một khắc, ánh mắt hắn xoay chuyển nhìn đến một nhiệm vụ có chữ màu hồng. Nhiệm vụ này nằm ở giữa hai nhiệm vụ giải thích dài dòng mà lúc trước hắn không có chú ý tới. Nội dung nhiệm vụ cực kỳ ngắn gọn, chỉ ghi có mười mấy chữ tu luyện chân môn hóa luân kinh đến tầng thứ hai. Nhưng ban thưởng cực kỳ hậu hĩnh là 5.000 điểm công trạng. chương 204, phe nhóm cạnh tranh, Hàn Lập nhìn qua nội dung cực kỳ đơn giản trên dòng chữ nhỏ màu hồng, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Nhiệm vụ này căn bản không giải thích gì, chẳng lẽ chỉ cần tu luyện chân ngôn hóa luân kinh tới tầng thứ hai là được nhận 5.000 điểm công trạng sao? Mặc dù nhiệm vụ này đối với người bên trong trúc long đạo cực kỳ khó khăn, nhưng với tình huống hắn tu luyện công pháp này trôi chảy như thế, đã thông 12 tiên khiếu trên thân, tiến lên tầng thứ hai, tựa như không ngoài tầm tay. 5.000 điểm công trạng tuy rằng mê người, nhưng nếu nhận, chỉ sợ hắn sẽ rước lấy không ít phiền toái. Ít nhất bản thân hắn nếu còn muốn ở trúc long đạo tu luyện, sợ là có muốn cũng không dám làm hơn nữa ngắn ngủn mấy năm hắn đã thành công đả thông hai cái tiên khiếu ngưng luyện ra bốn đoàn đạo văn thời gian thực sự quá kinh thế hãi tục tất nhiên càng không muốn để người khác biết nghĩ tới đây tham niệm trong lòng hàn lập lập tức tan thành mây khói ánh mắt rời khỏi nhiệm vụ này hắn mơ hồ nhìn qua các nhiệm vụ màu hồng còn lại liền nhanh chóng rời ánh mắt nhìn về những nhiệm vụ màu trắng những nhiệm vụ chỗ này tuy rằng dày đặc chi chít nhưng đã có kỳ lương nhắc nhở từ trước hắn rất nhanh tìm được nhiệm vụ vị Hùng Sơn phó đạo chủ ban bố triệu tập kia. Đúng là ban thưởng 500 điểm công trạng, như thế nào, nhiệm vụ này không tệ chứ. Kỳ lương chẳng biết lúc nào đã đi tới, cười nói. Quả nhiên như lời kỳ trưởng lão kể lại, có một không hai. Hàn lập bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, nếu như thế, chúng ta nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ này. Ta nghe những người kia nói có không ít trưởng lão đã tới đây tiếp nhận nhiệm vụ này rồi, chúng ta chớ để trễ, hết danh ngạch mất. Kỳ Lương Vội vàng nói, nói xong, gã lật tay lấy ra lệnh bài trưởng lão, điểm một cái về phía tường đá vàng khói. Bên trên nhiệm vụ Triệu Tập lập tức bay ra một ánh hào quang, chui vào bên trong lệnh bài. Hàn Lập thấy vậy, cũng không nói nhiều lấy ra lệnh bài, điểm một cái. Một ánh hào quang bay vụt đến, chui vào lệnh bài của hắn, phía trên lập tức hiện ra một cái đồ án khó hiểu. Tiếp nhận nhiệm vụ xong, hai người không tiếp tục lưu lại, mau chóng rời khỏi điện Thái Huyền. Kỳ Lương ở tại trúc long đạo không biết bao nhiêu năm tháng, quen thuộc tình huống trong tông hơn nhiều so với Hàn Lập, một mực đi trước dẫn đường. Hai người sau khi sử dụng truyền tống trận ở Lâm truyền Các, lập tức nhanh chóng độn quang. Gần nửa ngày sau, bọn hắn mới đến được phụ cận một ngọn núi lớn. Nơi này có thiên địa linh khí nồng đậm, hơn xa ngọn xích hà của Hàn Lập. Ngọn núi cao vút trong mây, cả ngọn núi là một tòa nham thạch màu vàng nhạt, tựa hồ là loại khoáng thạch nào đó. Thân núi có ngoại hình kỳ lạ, thẳng tắp đâm lên trời. Xa xa nhìn lại, ngọn núi này phảng phất như một thanh kiếm khổng lồ màu vàng đâm thẳng lên trời xanh. Ở giữa đỉnh núi mây khói mờ mịt, một dãy cung điện liên miên chập trùng dựa vào thế núi, kim quang bao phủ xuống, có vẻ mông lung, lại thêm mấy phần thần bí. Phụ cận ngọn núi khổng lồ còn có một ngọn núi nhỏ hơn. Trên đỉnh núi thấp hơn cũng có một vài tòa cung điện. Cả hai ngọn núi gần nhau không có tuyết động, đều bố trí cấm chế trên đỉnh núi một cây cầu màu vàng bắc ngang hai ngọn núi này lại phảng phất như cầu vồng treo trên không trung lấp lóe sáng nơi này chính là ngọn thiên kiếm động phủ của hùng phó đạo chủ kỳ lương ở không trung cách đó không xa chỉ vào ngọn núi lớn nói quả nhiên tráng lệ thân sắc hàn lập không thay đổi mở miệng tán thưởng tráng lệ thì tráng lệ bất quá hùng phó đạo chủ này có rất nhiều quy củ ngọn núi chính bị liệt vào cấm địa bình thường không cho phép ngoại nhân đặt chân tới ngoại nhân tới thăm cần phải tới ngọn núi phụ bên kia trước, sau đó mời người thông truyền, mới có thể đến ngọn núi chính bái kiến lão nhân ra người. Kỳ lương nói nhỏ, Hàn Lập nghe vậy khẽ giật mình, chậm rãi gật đầu. Sau một lát, hai người hạ xuống trên sân thượng của ngọn núi nhỏ. Đỉnh núi nhỏ có diện tích không lớn, chỉ kiến tạo mấy gian thiên điện cùng lầu các, nhưng bố trí vô cùng tinh xảo, không có chút vẻ bần hàn nào, ngược lại làm cho người ta cảm thụ một kiểu đẹp tính mịch thoát tục. Bái kiến hai vị trưởng lão, nhị vị chắc là tiếp nhận nhiệm vụ từ điện Thái Huyền. Một thanh niên áo bào trắng bước nhanh ra, cung kính hỏi, hẳn là người hầu của ngọn thiên kiếm. Đúng vậy, không biết có thể thay ta thông truyền một tiếng. Kỳ lương hỏi, lão nhân ra người giờ này đang ở trên ngọn núi chính, hai vị trưởng lão xin mời đi theo ta. Thanh niên áo bào trắng nói, rồi đi trước dẫn đường. Kỳ lương và hàn lập lướt nhau, cất bước theo sau. Thanh niên áo bào trắng dẫn hai người cất bước lên chiếc cầu vàng hình vòng kia. Ngươi không thông báo trước cho phó đạo chủ, liền đưa thẳng chúng ta đến như vậy sao? Kỳ lương hỏi, lão nhân ra người đã phân phó, những ai là trưởng lão tiếp nhận nhiệm vụ, không được lãnh đạo dẫn thẳng đến ngọn núi chính. Thanh niên áo bào trắng cung kính nói, kỳ lương nghe vậy, nhẹ gật đầu, không biết đến giờ đã có bao nhiêu trưởng lão tiếp nhận nhiệm vụ. Hàn lập mở miệng hỏi, đã tới 27 vị, thanh niên áo bào trắng đáp, kỳ lương nghe vậy, biến sắc, theo danh ngạch chỉ có 10 người không sao, tên đệ tử này nói rõ hùng phó đạo chủ còn chưa quyết định chọn người nào. Chỉ sợ sau này còn cần qua một ít khảo thí, cũng không phải là tới trước được trước. Thanh âm hàn lập vang lên trong tai kỳ lương, có lẽ như thế, đa tạ lệ huynh nhắc nhở. Sắc mặt kỳ lương buông lỏng, âm thanh thẹn thùng, gã gần đây tu luyện tới thời khắc mấu chốt, cần khoản điểm công trạng này cấp bách nên có chút ít rối loạn trong lòng. Đi trên chiếc cầu hình vòm màu vàng nhạt, dưới chân là một vực sâu vạn trượng trắng xóa, bên cạnh núi là sương mù lượn lờ, nếu là phàm nhân lúc này e rằng sẽ sợ nhũn cả người ra. Ba người Hàn Lập đương nhiên không xuất hiện tình huống như vậy, rất nhanh đi qua cây cầu màu vàng tới ngọn núi chính. Đỉnh ngọn núi chính có diện tích rất lớn, gấp hơn 10 lần ngọn Xích Hà. Từng tòa cung điện ở chỗ này đều hoa mỹ tinh xảo dị thường, lầu các đình đài, hoa viên, dòng suối nhiều vô số kể. Tất cả cung điện đều dùng vật liệu trân quý chế tạo, trong đó đặc biệt vật liệu có màu vàng được dùng nhiều nhất. Tất cả cung điện đều nở rộ từng luồng sáng. Tản mát ra một cảm giác ung dung cao quý. Dưới sự hướng dẫn của thanh niên áo bảo trắng, hai người Hàn Lập đi dọc theo một con đường rộng rãi lát bạch ngọc. Qua một khắc đồng hồ liền đi vào một tòa cung điện màu vàng ống. Nơi này là một đại sảnh tiếp khách, bên trong đã có hai ba mươi người ngồi, chia làm hai nửa vòng tròn, phân biệt ngồi hai bên trái phải phòng khách, ẩn ẩn có chút cảm giác rằng co lẫn nhau. Đám người bên trái gồm mười mấy người, thần tình buông lỏng, đàm tiếu với nhau, mang theo cảm giác ưu việt hơn đám người bên phải tuy rằng nhân số không ít nhưng mà phần lớn có chút trầm mặc thấy hai người hàn lập tiến đến phần lớn mọi người đều nhìn lại bởi vì hàn lập gia nhập tông môn không bao lâu không ít người chỉ nhìn thoáng qua rồi nhìn đi chỗ khác ha ha ta biết ngay nhiệm vụ lần này kỳ huynh sẽ không bỏ qua sao bây giờ mới đến trong đám người bên phải một đại hán dâu quai nón tóc dài đứng dậy đi tới kỳ mỗ nào có được tin tức linh thông như nam huynh biết nhiệm vụ này liền lập tức chạy đến vẫn là chậm một bước so với nam huynh kỳ lương cười nói nam mỗ gấp gáp mà thôi tới đây cũng chưa được bao lâu đại hán dâu quai nón cười ha ha chợt nhìn về phía hàn lập vị này là ai vị này chính là lệ huynh cách đây ít năm vừa mới gia nhập trưởng lão nội môn hiện ở ngọn xích hà kỳ lương giới thiệu một câu nam huynh ngưỡng mộ đã lâu hàn lập chắp tay hóa ra là lệ huynh mời ngồi đại hán dâu quai nón lôi kéo hai người tới bên phải ngồi xuống Kỳ Lương vừa mới ngồi xuống, lập tức có không ít người tới thăm hỏi. Trong những người ở đây, Hàn Lập cũng biết được một hai người, đều là sơ giao, giờ phút này gặp mặt nhau cũng hàn huyên vài câu. Đại điện bên phải, bầu không khí có vẻ xôm tụ lên. Những người bên trái đại điện nghe âm thanh ồn ào, sắc mặt hơi trầm xuống, có người thậm chí khẽ hừ một tiếng. Hàn Lập không nhận ra những người bên trái, nhưng đối với lai lịch của bọn họ cũng biết được chút ít. Những người này phần lớn là đệ tử nội môn tu luyện qua nhiều năm tháng, Cuối cùng Độ Kiếp thành tiên trở thành trưởng lão nội môn. Không ít người thậm chí là dòng chính của đại gia tộc ở trong trúc long đạo, từ nhỏ liền có được thân phận đệ tử nội môn. Như vậy trải qua năm tháng, cũng coi là cây nhà lá vườn trúc long đạo đào tạo ra. Trong mắt bọn họ, đám người tán tu như Hàn Lập nửa đường bởi vì tất cả các loại cơ duyên mà gia nhập, chỉ được coi là ngoại nhân, luôn nhìn không thuận mắt. Thứ nhất là đệ tử đại tông môn trước giờ có một tâm tính là xem thường tán tu, thứ hai là bởi vì tán tu gia nhập Chiếm lấy tài nguyên tu luyện ban đầu của bọn họ, đối với việc này đương nhiên sẽ không có gì tốt. Hàn Lập vì mới vào trúc long đạo mấy năm, cũng cảm nhận được loại mâu thuẫn như sóng ngầm này. Đối với tình huống này, cao tầng trúc long đạo tất nhiên biết rõ, cũng không có ý hòa giải, thậm chí còn cổ vũ song phương tranh đấu. Dù sao loại tranh đấu này có lợi cho sự tiến bộ. Thế lực trúc long đạo những năm này càng ngày càng lớn, người có tu vi cao liên tiếp xuất hiện có nguyên nhân rất lớn là vì việc này. Hàn Lập nhìn về bên trái, ánh mắt hơi chuyển một cái, rất nhanh rơi ở trên thân một người. Người này là một nam tử khoảng 30 mươi mấy tuổi, đầu đội kim quan, dáng người cao ngất, hai vai rộng lớn, tản mát ra một cỗ phong độ trầm hùng. Hai mắt dài nhỏ của gã ta chấp động, phảng phất như đạo kiếm quang sắc nhọn bắn ra. Người này cứ thế ngồi ở chỗ đám đông, làm cho người ta cảm giác như hạc giữa bầy gà, mặt khác những người xung quanh phảng phất như làm nền, như các vì sao xung quanh mặt trăng. Người kia tên Trục Phong, vạn năm trước đã đả thông 12 tiên khiếu, thành tựu chân tiên cảnh trung kỳ. Gã ta tu luyện chính là một môn kiếm đạo, bởi vì chỗ gã ở là ngọn lang tà, nên mọi người gọi là lang tà kiếm tiên, danh khí không nhỏ trong các trưởng lão nội môn. Lần này nhiệm vụ chỉ có người danh ngạch, lấy tu vi kiếm đạo của gã ta, nhất định sẽ chiếm một vị trí. Kỳ lương chú ý đến ánh mắt Hàn Lập, nói nhỏ. Hàn Lập chậm rãi gật đầu, trục phong kia nhìn tựa hồ có chút cao ngạo, người bên cạnh thỉnh thoảng nói chuyện với gã ta, cũng ít khi gã đáp lại, đối với đám người Hàn Lập bên này, gã ta càng là không thèm nhìn một cái. Hàn Lập cười thầm, rất nhanh thu hồi ánh mắt, nhắm mắt tĩnh tỏa. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh đã qua hơn nửa ngày. Trong lúc này, lại có 7-8 vị trưởng lão lần lượt đi đến, khiến cho đại điện lên đến 40 chỗ ngồi. Các vị trí trống không sai biệt lắm cũng đã lấp đầy. Đối với tu sĩ chân tiên cảnh mà nói, thời gian chờ đợi này chẳng qua chỉ là búng ngón tay một cái mà thôi, thêm nữa người mời thân phận tôn quý, tự nhiên không ai lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Chỉ là lúc này, bên trong điện so với lúc trước yên tĩnh hơn không ít, đại đa số mọi người đã ngừng nói chuyện, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. chương 205, Nghịch Nguyên Thạch Kiếm, mọi người lại đợi lại đợi ước chừng một canh giờ, sau đó nghe thấy một loạt tiếng bước chân từ trong điện truyền đến. Thân ảnh hùng sơn ụt ịch mới chậm rãi đi ra, vẻ mặt nghiêm nghị. Chứng kiến số người tụ tập trong điện, lúc này trong mắt gã mới hiện ra vài phần thỏa mãn tham kiến hùng phó đạo chủ, mọi người trong điện không hẹn mà cùng đồng thời đứng dậy, không mình hành lễ với Hùng Sơn. Không cần đa lễ, tất cả đi theo ta, Hùng Sơn hơi khoát tay chặn lại, tự mình xoay người đi tới một góc đại điện. Mọi người trong điện vội vàng đuổi theo, Hùng Sơn không nói gì thêm, đi một mạch qua cửa nách, xuyên qua một hành lang dài, đi tới một chỗ như trường diễn võ vậy. Nơi này ước chừng rộng hơn nghìn trượng, nhưng ngoại trừ có 10 thanh kiếm đá vĩ đại được đặt ngang trên mặt đất thì thoạt nhìn trống rỗng, không có bất cứ vật gì khác. Mỗi thanh kiếm đá này đều dài 7 tám trượng, thân kiếm cũng rất dày. Mặt trên của chúng khắc rõ nét từng dòng hoa văn vô cùng phức tạp, tản mát ra một khí thức không rõ, như là kiếm khí nhưng so với kiếm khí lại hoàn toàn khác nhau. Ánh mắt hàn lập đảo qua trên kiếm đá ở nơi này, lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức dường như hiểu ra. Về nội dung nhiệm vụ lần này, các người cũng đều biết bản tỏa cần 10 người tinh thông kiếm đạo phụ trợ, giúp ta tế luyện một món pháp bảo. Các ngươi nơi đây đã có 40 mấy người, cho nên ta sẽ an bài một cuộc khảo nghiệm, đánh giá một chút tu vi các ngươi trên phương diện kiếm đạo. Hùng Sơn đi thẳng vào vấn đề, nói, mọi người tại đây đối với lần này đã có một chút suy đoán, nên cũng chẳng có bao nhiêu người lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ là khi các trưởng lão bản địa và các trưởng lão không phải bản địa như kỳ lương nhìn nhau thì địch ý sâu hơn vài phần. Hùng phó đạo chủ là kiếm tu đệ nhất nhân trong 36 phó đạo chủ của bổn tông, tin tưởng lúc này đây dù chỉ là tham gia khảo nghiệm, đối với việc tìm hiểu tu hành của chúng ta sau này cũng có lợi rất lớn. Chính là nên dùng nhiều tâm trí để suy tính kỹ càng rồi. Trục Phong đột nhiên vượt qua đám người đi ra, cười vang nói: "Đối với những người khác, lúc trước thì có dáng vẻ ngạo nghễ, nhưng lúc này thì gã lại cười rạng rỡ, dáng vẻ vô cùng khiêm nhường." Lời này vừa nói ra, nhất thời có không ít người quay đầu liếc mắt nhìn Trục Phong. Ánh mắt Hùng Sơn cũng quét tới chỗ Trục Phong, mặc dù thần sắc không có quá nhiều biến hóa, nhưng ánh mắt lãnh đạm ban đầu chưa phát giác ra là đã có vẻ ôn hòa hơn vài phần. Hùng Sơn mở miệng lạnh nhạt nói, bản tọa an bài lần khảo nghiệm này kỳ thực có nội dung rất đơn giản. Các ngươi cũng thấy những thanh kiếm đá bên cạnh này rồi, đó là bản tọa dùng thủ đoạn độc môn luyện chế, nghịch nguyên thạch kiếm. Bên trong chúng sắp đặt cấm chế đặc thù, chỉ có người chân chính tinh thông thuật ngự kiếm mới có thể thao túng từng người các ngươi lên thử đi, kết quả khảo nghiệm căn cứ vào số lượng kiếm đá có thể thao túng mà định ra. Hàn Lập thấy vậy, giống những người khác, cùng đưa mắt về những thanh kiếm đá ở giữa kia. Phương pháp khảo nghiệm này quả thực mới lạ, tuy cái tên nghịch nguyên thạch kiếm, mọi người tại đây đều lần đầu tiên nghe nói và dù chỉ có 10 thanh nhưng nghe Hùng Sơn trịnh trọng nói như vậy nên mọi người nhìn nhau. Trong chốc lát ai cũng đều có chút do dự, không có ai tiến lên thử trước, ngay cả tên trục phong kia cũng lộ vẻ lưỡng lự. Lệ huynh, người cảm thấy thế nào? Nhãn thần kỳ lương có chút bất an, đến gần chỗ hàn lập, rồi truyền âm hỏi. Tạm thời chưa nhìn ra cái gì, tuy nhiên nghịch nguyên thạch kiếm này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài, sợ rằng thôi động được cũng không dễ dàng gì. Hàn lập hơi trầm ngâm, truyền âm trả lời, những người khác cũng đều dùng thần niệm giao lưu, nghị luận âm ỉ. Bản tọa chỉ cần tìm 10 người đạt được tâm ý, thời điểm chọn đủ 10 người cũng là lúc tuyên cáo kết thúc khảo nghiệm. Hùng Sơn thấy mọi người có biểu hiện lưỡng lự như vậy, nhất thời có chút không vui, hừ lạnh nói. Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều biến đổi, không do dự nữa, một gã trưởng lão nội môn hói đầu lúc này phi thân đi tới trước thạch kiếm. Ta tới trước, Hùng Sơn thấy vậy, mới chậm rãi gật đầu, lệ huynh xem chuẩn bị khi nào vào thử một lần nhỉ. Kỳ lương nhìn ánh mắt nóng bỏng của mọi người xung quanh một lượt, rồi truyền âm với Hàn Lập. Không vội, tuy Hùng Sơn nói vậy, nhưng hai chữ tâm ý hoàn toàn là do ý quyết định. Nếu có nhiều người như vậy, y sẽ chọn người ưu tú mà lấy, nhất định sẽ chứng kiến đến hết. Để những người này thăm dò trước một chút những kiếm đá hư thực này để tham khảo học tập. Hàn Lập truyền âm trả lời, "Lệ huynh cao kiến." Kỳ Lương ngẩn ra, lập tức cũng hiểu rõ. Còn có mấy người như cùng quan điểm với Hàn Lập, vẻ mặt thong thả, dường như cũng không vội vã đi lên. Lúc này, gã lã trưởng lão hói đầu ở trong sân thở nhẹ một hơi, từ trên người tỏa ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt, xung quanh nhất thời hiện ra hàn ý lạnh thấu xương. Ông bạch quang từ trên người gã phóng ra chói mắt, ngưng tụ thành một thanh hư ảnh cử kiếm màu trắng tuyết. Một luồng lành lạnh hàn băng kiếm ý lan ra, hư không lân cận lập tức hiện ra vô số hoa tuyết trong suốt, phất phới, lộng lẫy khắp bầu trời. Hàn lập hơi cao mày, trưởng lão hói đầu này có tu vi kiếm đạo không kém. Những hoa tuyết này nhìn như bình thường nhưng cũng không phải hàn khí ngưng kết hơi nước trong hư không hình thành ra, mà là do từng đạo kiếm khí được thả ra biến ảo thành. Loại thủ đoạn này đối với kiếm đạo vô cùng tinh diệu, cũng không đơn giản. Lên, trưởng lão hói đầu khẽ quát một tiếng, tay kết kiếm quyết, một ngón tay điểm ra. Mũi hư ảnh cự kiếm lập tức phân tách, bắn ra một đạo kiếm ảnh tuyết trắng vào trong một thanh kiếm đá. Hư ảnh cự kiếm lóe lên, lập tức co nhỏ lại một chút. Trên thanh thạch kiếm nhất thời hiện ra một tầng quang mang tuyết trắng. Vào thời khắc này những đồ án phù văn trên thân kiếm chợt sáng lên từng đạo u quang màu đen, đồng thời lóe lên cực nhanh, phảng phất như ngọn lửa nhấp nháy quang mang tuyết trắng trên thân kiếm phảng phất như gặp phải khắc tinh, lập tức bị tách ra hơn phân nửa. Trưởng lão hói đầu thấy tình hình này, tay vội vàng liên tục bắt kiếm quyết. Quanh thân hư ảnh cự kiếm sáng ngời, lại một đạo kiếm ảnh phân liệt ra, so với trước kia lớn hơn mấy lần, lóe lên một cái rồi biến mất vào bên trong thanh kiếm đá. Hư ảnh cự kiếm run lên bần bật, lập tức rút nhỏ hẳn lại. Trên thanh thạch kiếm hiện lên dày đặc quang mang tuyết trắng, bên trong ẩn hiện vô số phù văn tiểu kiếm màu trắng u quang màu đen mặt ngoài thanh kiếm đá lóe lên lần nữa, trùng kích vào quang mang tuyết trắng. Thế nhưng quang mang tuyết trắng lúc này lại vững chắc hơn nhiều, cũng không có lập tức bị tách ra, dường như đang ngoan cường ngăn cản. Lên, đôi mắt nhỏ bé của trưởng lão hói đầu trợn trừng, lần nữa khẽ quát một tiếng. Thanh kiếm đá to lớn run rẩy một hồi, chậm rãi trôi lơ lửng. Tuy là bay thế nhưng u quang trên thân kiếm đá vẫn chưa dừng lại, mà ngược lại càng thêm chấp động kịch liệt, thân kiếm cũng trở nên run rẩy, bất ổn sắc mặt trưởng lão hói đầu đông cứng lại tay cực nhanh bấm niệm thần chú liên tục thi triển bí thuật thật vất vả mới để cho kiếm đá ổn định lại gã ta thở ra một hơi cái chán rớm đầy mồ hôi ánh mắt nhìn về phía thanh kiếm đá khác phía sau mọi người thấy tình huống trưởng lão hói đầu sắc mặt đều trầm trọng xuống trong đôi mắt hàn lập hiện ra một tầng lam quang nhàn nhạt, nhạt chăm chú nhìn thanh kiếm đá lơ lửng ở giữa không trung dường như đang tính toán điều gì đó trưởng lão hói đầu cũng không có dừng lại nhiều một lần nữa bấm tay niệm thần chú thi pháp. Một vệt kiếm ảnh màu trắng chui vào thanh kiếm đá thứ hai. Tay gã xoay tròn bấm niệm thần chú, sắc mặt từ hồng dần dần chuyển sang trắng. Mặt ngoài thanh kiếm đá thứ hai chợt hiện bạch quang, một hồi lâu, rốt cục cũng từ từ nâng lên. Trên trán trưởng lão hói đầu hiện ra từng hột mồ hôi lớn chừng hạt đậu, sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng bệch như tờ giấy, phảng phất như trên lưng đang mang một gánh nặng cực lớn. Gã ta có chút thở dốc, cắn răng một cái, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thanh kiếm đá thứ ba, hai tay bấm niệm thần chú. Khu động hai thanh kiếm đá vốn đã tiếp cận cực hạn của trưởng lão hói đầu, gã ta lần nữa phân tâm thi pháp, hai thanh thạch kiếm giữa không trung lập tức run rẩy. Gã ta khẽ quát một tiếng, hai mắt trừng trừng, một mặt dùng đem hết toàn lực ổn định hai thanh thạch kiếm giữa không trung, một mặt dùng tâm thần thi triển thuật ngự kiếm. Ông, hư ảnh cự kiếm trên đỉnh đầu của trưởng lão hói đầu đã rút nhỏ hơn phân nửa run lên, rồi bắn ra chui cả vào bên trong thanh kiếm đá thứ ba. Mặt ngoài kiếm đá chợt hiện bạch quang, có vẻ sẽ được nâng lên. Vào thời khắc này, hào quang màu đen mặt ngoài ba thanh kiếm đá đồng thời run lên, phảng phất như tương hỗ lẫn nhau, đồng thời sáng choang. Rầm rầm rầm, bạch quang mặt ngoài ba thanh kiếm đá đều vỡ vụn ra. Một tiếng rầm, nặng nề rơi trên mặt đất, ấn xuống mặt đất thành hai cái hố sâu. Trưởng lão hói đầu há miệng thở dốc, trong mắt hiện ra vẻ giáo giác. Hai thanh kiếm đá Hùng Sơn nhàn nhạt mở miệng, khẽ lắc đầu một cái. Mọi người phía sau lặng ngắt như tờ, thần tình từng người trầm trọng. Trưởng lão hói đầu thấy Hùng Sơn lắc đầu, trong lòng cảm giác nặng nề, biết mình sợ rằng vô vọng được tuyển, khẽ thở dài một cái, sau đó đi sang một bên. Ta thử một chút, kết quả gã ta vừa mới đi sang, một gã thanh niên tóc đỏ, lông mày rậm khẽ quát một tiếng, phi thân lên đài, trong khoảnh khắc hồng quang từ trên người tỏa ra chói mắt. Xẹt xẹt xẹt, từng đạo kiếm khí bắn ra, ở quanh người ngưng tụ thành một đóa hoa sen màu đỏ to lớn. Từng cánh sen đều là do vô số kiếm khí màu đỏ hợp thành, bao phủ thân ảnh. Ông, hoa sen chợt sáng ngời, một gợn sóng màu đỏ từ trong nhụy hoa sen bắn ra, bay vào trong một thanh kiếm đá. Trên thanh kiếm đá nhất thời hiện ra một tầng xích mang. Vào thời khắc này, mặt ngoài thanh kiếm đá lóe lên hoa văn, hiện ra một tầng u quang màu đen. Chỉ là lúc này, hào quang màu đen mơ hồ hiện ra hình dòng nước chảy, hung hăng đánh thẳng vào xích mang này thì ra là thế, cho nên mới gọi nghịch nguyên thạch kiếm, làm mang trong mắt hàn lập chấp động, khẽ gật đầu. Lệ huynh, kiếm đá này quả nhiên cổ quái, người có nhìn ra đầu mối gì chưa? Kỳ lương truyền âm hỏi, những hoa văn trên kiếm đá kia, nếu như ta không có nhìn lầm, không đơn thuần là một loại cấm chế, mà là biết căn cứ vào tình hình người khu động mà có phản ứng khác biệt, quấy dày việc thi pháp. Hàn lập chậm rãi truyền âm nói, kỳ lương nghe nói thế, như có điều suy nghĩ, gật đầu, trong lúc hai người nói chuyện với nhau thanh niên tóc đỏ đã liên tiếp khu động hai thanh kiếm đá lên nhưng đến lúc này dường như cũng đạt tới cực hạn quang mang màu đỏ quanh hoa sen đã bắt đầu trở nên bất ổn ông lại là một gợn sóng màu đỏ từ trong hoa sen bắn ra chui vào trong thanh kiếm thứ ba thanh kiếm đá thứ ba sau một hồi run rẩy dường như lập tức sẽ được nâng lên hào quang màu đen trên mặt ngoài ba thanh thạch kiếm một lần nữa cộng minh tỏa sáng rực rỡ bang bang hai thanh kiếm đá ở giữa không trung lập tức mất đi sự khống chế, rơi xuống. Hai thanh kiếm đá, người kế tiếp, mặt hùng sơn không thay đổi, nói, hoa sen lóe lên rồi biến mất, hiện ra thân ảnh thanh niên tóc đỏ, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đi tới một bên. Xem ra khu động đồng thời ba thanh kiếm đá là một bình cảnh. Hàn lập thầm nghĩ, lúc này liền có một người thứ ba đi lên, tên này tu vi kiếm đạo khá yếu, chỉ khu động một thanh kiếm đá liền đến cực hạn. Y xấu hổ lui qua một bên, ngay sau đó, người thứ tư, người thứ năm, rất nhanh, chừng 8 người đã tham gia khảo nghiệm xong. Đáng tiếc mọi người đều chỉ thôi động tối đa hai thanh kiếm đá. Thanh kiếm đá thứ ba phảng phất như một bức tường vô hình, ngăn cản mọi người. chương 206, nắm chắc chừng mực, sau khi người thứ tám người bước xuống, một thân ảnh uyển chuyển đi tới. Đây là một nữ tử áo trắng, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người nóng bỏng mê người, nhưng thần sắc lại lạnh lùng, trên mặt như được bao phủ một lớp băng giá nàng lầm nhầm hai bàn tay ngọc trước người bấm niệm pháp quyết kết ấn một tia bạch quang như nước chảy từ trên người nàng phóng ra ngưng tụ thành một vòng tròn ánh sáng màu trắng giống như vầng trăng rằm quay tròn phát ra âm thanh suy suy sau một khắc pháp quyết trong tay nữ tử áo trắng biến đổi nhanh chóng vòng ánh sáng trắng quanh người tách ra đột nhiên chia làm ba đồng thời lóe lên chui vào trong ba thanh kiếm đá rồi biến mất mọi người đứng quan sát thấy vậy đều giật mình trong mắt hiện lên vẻ hiếu kỳ hiển nhiên mọi người đều muốn xem nàng ta một lứa thúc giục cả ba kiếm rút cuộc có thể thành công hay không. Bạch quang quanh người nữ tử áo trắng sáng rực, miệng nàng nhanh chóng lẩm nhẩm hai bàn tay ngọc bấm niệm pháp quyết nhanh như điện. O, O, N, G. Phía trên ba thanh kiếm đá đều hiện ra một quầng sáng màu trắng, bọc thân kiếm lại, rồi cùng sáng lên mãnh liệt. Ba thanh kiếm đá đồng thời khẽ rung, đồng cảm lẫn nhau, phảng phất như đồng loạt muốn bay lên. Nhưng tiếp theo, đường vân màu đen mặt ngoài thanh kiếm tỏa ra ánh sáng âm u từng đạo hắc quang phảng phất như lưới kiếm sắc bén hung hăng đâm vào quầng sáng màu trắng trên thân kiếm quầng sáng màu trắng chợt ẩn chợt hiện nhưng vẫn cứng rắn chống đỡ hắc quang ba thanh kiếm lần nữa rung lên thình lình chậm rãi bay lên đám người đang hơi yên tĩnh lập tức không ít người thốt lên vài tiếng sợ hãi lẫn thán phục rút cuộc có một người khu động ba thanh kiếm đá rồi hàn lập cũng có chút cảm thấy kỳ lạ tấm tắc khen hắn nhớ rõ nàng này nàng ta cũng là một trưởng lão xuất thân tán tu cho nên số người thốt lên tiếng thán phục đều là một vài trưởng lão tán tu. Trong khi đó, sắc mặt những tên trưởng lão bản địa lại có chút khó coi. Loại cảm giác này như cảm giác biệt khuất khi khí thế bị đối phương đè xuống. Nữ tử áo trắng khu động ba thanh kiếm hiển nhiên cũng đã là cực hạt, nhưng nàng cũng không buông tha việc thử nghiệm thao túng thanh kiếm đá thứ tư. Kết quả sau khi một đoàn bạch quang chui vào bên trên thanh kiếm thứ tư, đường vân trên bốn thanh kiếm đá lần nữa đồng cảm ứng. Ánh sáng âm u màu đen đột nhiên sáng ngời lên gấp đôi, rồi đơn giản xé rách quầng sáng màu trắng bên trên kiếm đá. Ba thanh kiếm đá, Hùng Sơn nhẹ nhàng gật đầu, nàng ta thở nhẹ ra, đi sang một bên. Khảo thí tiếp tục tiến hành, sau khi đã có nữ tử áo trắng khu động ba thanh kiếm đá làm mẫu, những người tiếp theo như nắm được chỗ then chốt, biểu hiện càng ngày càng tốt. Trong mười mấy người liên tiếp xuất hiện ba người có thể khu động ba thanh kiếm, trong đó trừ một tên là trưởng lão tán tu, còn lại hai người đều là trưởng lão bản địa của tông môn. Mặc dù nhìn như là thử kiếm, nhưng hai bên đang mơ hồ so sánh thực lực. Chẳng qua là có Hùng Sơn ở đây, không ai dám lộ ra cái gì quá mức, tối đa cũng chỉ là phát ra vài tiếng tán thưởng nho nhỏ mà thôi. Tuy nhiên, hiện nay xem ra hai bên tạm thời ngang nhau. Hùng Sơn mặc dù lòng dạ biết rõ việc này, nhưng hiển nhiên gã ta cũng không có hứng thú với việc rút cuộc bên nào thắng. Kỳ Lương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhắm hai mắt lại, tựa hồ đã có cảm mộ sau một lát ánh mắt gã ta bỗng nhiên mở ra lộ ra một tia kích động quan sát đến bây giờ cộng với việc hàn lập có vẻ như trong lúc lơ đãng nói vài câu chỉ điểm gã ta đã có thể nắm chắc việc tế lên ba thanh kiếm rồi chỉ ba thanh kiếm đá sợ có chút sơ hở kỳ huynh còn phải tiến thêm một bước mới có thể ổn thỏa được chọn hàn lập nhìn kỳ lương thật sâu rồi truyền âm nói ta làm sao không biết chẳng qua là bốn thanh kiếm đá thực sự quá khó khăn với tu vi kiếm đạo của ta có khổ luyện thêm nghìn năm, cũng chưa chắc có thể tế lên được. Nội tâm kỳ lương cả kinh, cười khổ một tiếng trả lời. Cũng không cần thật sự tế lên, chỉ cần mượn một ít trùng hợp lực, biểu hiện so với người tế ba kiếm khác tốt hơn một chút là đủ rồi. Môi hàn lập khẽ nhúc nhích, lại nói mấy chỗ điểm cốt yếu để điều khiển bốn kiếm. Con người kỳ lương sáng lên, lập tức một lần nữa chìm vào trầm tư. Thời điểm hai người trao đổi, hơn phân nửa các trưởng lão đã tham gia khảo thí. Số người điều khiển ba thanh kiếm đã đạt đến 7 người, trong đó có bốn người là trưởng lão bản địa, trưởng lão tán tu chỉ có ba người. Bên phía trưởng lão bản địa mơ hồ có cảm giác hãnh diện, nhìn về phía bên kia, trong ánh mắt mang theo vài phần khinh miệt. Bên phía trưởng lão tán tu đương nhiên sắc mặt đều khó coi. Chỉ tiếc, vẫn không có người nào có thể điều khiển bốn thanh kiếm. Hùng phó đạo chủ, bộ nghịch nguyên thạch kiếm này quả nhiên huyền diệu. Tại hạ cũng tới thử một lần, kính xin phó đạo chủ chỉ điểm một chút. Trục Phong đột nhiên đi ra, chắp tay thi lễ với Hùng Sơn, rồi nói. Bộ nghịch nguyên thạch kiếm này cũng không phải là Hùng Mỗ là người đầu tiên sáng chế. Nó chính là pháp bảo đặc thù của vô sinh kiếm tông uy danh hiển hách ở Bắc Hàn Tiên vực năm xưa dùng để kiểm tra tu vi kiếm đạo của đệ tử trong tông. Bổn tọa năm đó ngẫu nhiên có được, cũng phải phí hết một phen công phu mới luyện chế ra. Nghe nói chỉ có cảm mộ đến đạt tới trình độ đỉnh cao đối với kiếm đạo mới có thể đạt đến cảnh giới 10 kiếm. Tu vi kiếm đạo của ngươi không tệ, thử một chút có thể đột phá cảnh giới bốn kiếm hay không hùng sơn đối mặt trục phong thái độ rõ ràng khác biệt có chứa vài phần mong đợi nói vâng trục phong bêu xấu trục phong cung kính nhưng lúc hàn lập nghe được bốn chữ vô sinh kiếm tông trong nội tâm không khỏi hơi động một chút hắn từng xem qua một bộ điển tịch giới thiệu về môn phái này là một tông môn kiếm tu vô cùng cổ xưa lấy kiếm phá vạn pháp để thờ phụng lấy công làm thủ một kiếm trong tay thần quỷ không lưu có chút đặc biệt là tục truyền môn nhân tông này vô cùng ít ỏi, lúc nhiều nhất cũng không có vượt qua 10 người, vô cùng thần bí. Nhưng tông này sở dĩ danh khí không nhỏ, chủ yếu là vì tông chủ vô sinh đạo nhân năm đó từng một người một kiếm, xong rồi bắc hàn tiên vực, để lại rất nhiều truyền thuyết bất bại. Chẳng qua là trăm vạn năm trước, tông môn này chẳng biết tại sao đột nhiên hoàn toàn mai danh ẩn tích, đến bây giờ càng là biến mất hoàn toàn. Hắn đang cân nhắc thì trục phong đã vào đài, bắt đầu thi pháp. Chỉ thấy toàn thân y sáng rực lam quang, cũng không thấy động tác như thế nào. Xuy suy suy, vô số tơ mỏng màu lam từ kia trên người y bắn ra, chừng ngàn vạn sợi. Từng đợt lam quang phóng ra xung quanh, kiếm ý vô cùng lăng lệ ác liệt đột nhiên bộc phát ra, bao phủ toàn bộ ngọn núi chính của đỉnh Thiên kiếm. Mọi người ở đây lập tức cảm thấy thân thể như bị ngàn vạn cây đao đâm thủng, cứ cắt, từng trận hàn ý như băng xuyên vào chỗ sâu nhất đáy lòng. Chừng ấy kiếm ý đối với Hàn Lập mà nói tự nhiên chỉ như là gió xuân tạt vào mặt. Nhưng Kỳ Lương bên cạnh hắn lại giật mình một cái, thanh tỉnh lại, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ. Hàn Lập chỉ điểm cho gã mấy câu mơ hồ đẩy tu vi kiếm đạo của gã khỏi một ít sương mù. Đúng thời khắc mấu chốt gã đang cảm mộ lại bị cắt ngang. Chứng kiến tình huống trước mắt, Kỳ Lương hừ nhẹ một tiếng, che giấu sự giận dữ trong mắt, tiếp tục nhắm mắt lại. Trục Phong bấm niệm pháp quyết, ngàn vạn sợi tơ màu lam lập tức bắn ra, quấn quanh ba thanh kiếm đá, rồi chui vào trong đó. Oanh long long, ba thanh kiếm rung lên, chậm rãi trôi lơ lửng, ánh sáng âm u bên trên kiếm đá sáng ngời màu đen, cố gắng dẫy dụa ra khỏi những sợi tơ màu lam kia nhưng mà những sợi tơ màu lam kia cứng cỏi vô cùng. Dù bị u quang màu đen trùng kích tuy run rẩy không thôi, nhưng chúng không ngừng căng cứng. Giờ phút này, sắc mặt Trục Phong tuy rằng ngưng trọng, nhưng lại không có biểu hiện phải cố sức nhiều, miệng y há to. Lại một chùm tơ mỏng màu lam bắn ra, quấn quanh bên trên thanh kiếm thứ tư. O, O, N, G hắc quang trên bốn thanh kiếm sáng rực từng đạo kiếm khí màu đen biến ảo hung hăng chém vào chút ít tơ mỏng màu lam bên trên thân kiếm phanh 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 những sợi tơ mỏng màu lam lập tức bị chém nứt hơn phân nửa sắc mặt trục phong đột nhiên trắng bạch buồn bực hừ một tiếng chút ít tơ mỏng này cũng không phải là sợi tơ kiếm bình thường mà là y dùng bổn mạng nguyên khí kết hợp thần hồn lực biến ảo mà thành giờ phút này chúng bị chém nứt đã tổn thương đến thần hồn rồi tơ mỏng màu lam tuy rằng bị chém nứt hơn phân nửa nhưng mà vẫn lưu lại bộ phận ngạnh kháng trong mắt trục phong hiện lên tia sắc bén hét lớn một tiếng những sợi tơ màu làm còn lại tỏa sáng hào quang lôi kéo thanh kiếm thứ tư ầm ầm một tiếng sấm sét vô hình nổ vang thanh kiếm đá thứ tư thình lình nâng lên cách mặt đất lơ lửng ở giữa không trung sau một khắc từng đạo kiếm khí màu đen càng hung hiểm hơn hiện ra đơn giản chặt đứt những sợi tơ màu lam còn sót lại sắc mặt trục phong lần nữa trắng bạch phun ra một ngụm máu tươi nhưng thần sắc lại hiện lên một tia hưng phấn. Mặc dù chỉ là một lát, nhưng mà y xác thực đã điều khiển bốn thanh kiếm. Nghịch nguyên thạch kiếm này mỗi lần tăng thêm một kiếm, khó khăn lập tức đề cao lên gấp 10 lần. Tuy rằng miễn cưỡng nhưng coi như là ngươi đạt đến cảnh giới bốn kiếm. Xem thời gian tu luyện của ngươi như vậy đã là vô cùng tốt rồi. Hùng Sơn nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Đa tạ hùng phó đạo chủ khích lệ, trục phong nghe vậy, sắc mặt vui vẻ, chắp tay cảm ơn. Tiếp tục, người tiếp theo. Hùng Sơn phất phất tay, cất giọng nói. Trục Phong lui xuống, lấy ra một quả đan dược ăn vào, sắc mặt tái nhật rất nhanh khôi phục. Y vừa lui xuống, đám trưởng lão bản địa lập tức xông đến. Các lời nói tán dương giống như thủy triều vào tới. Ngược lại, sắc mặt đám trưởng lão tán tu càng thêm khó nhìn, khí thế đã không còn như trước. Khảo thí tiếp tục tiến hành, số còn lại chưa đủ 10 người, nhưng quan sát nghiền ngẫm rất lâu, cũng đã có một ít cảm ngộ. Rất nhanh lại có ba người đạt thành tích ba kiếm, hai người là thuộc về trưởng lão tán tu một người là trưởng lão bản địa kể từ đó số trưởng lão đạt thành ba kiếm hai bên đều có năm người nhưng đám trưởng lão bản địa có trục phong đạt đến bốn kiếm nên khí thế vững vàng áp xuống đối phương sắc mặt kỳ lương hơi trầm xuống hôm nay muốn được chọn khi đạt được ba kiếm gã ta còn phải có biểu hiện tốt hơn một chút mới có hy vọng kỳ huynh ta đi trước thử một lần đây vào thời khắc này thanh âm hàn lập ở bên cạnh truyền đến với thủ đoạn của lệ huynh khảo thí nho nhỏ này tự nhiên là tuyệt đối không vấn đề nếu là có thể kính xin khiêu chiến bốn kiếm một chút để cho những tên trưởng lão địa phương tông môn kia xem một chút lợi hại của những trưởng lão tán tu chúng ta kỳ lương nghe vậy truyền âm trả lời lệ mỗ sẽ dốc toàn lực khóe miệng hàn lập khẽ nhân một cái nói ra tiếp theo hắn hít sâu một hơi như là nâng cao sức mạnh rồi cất bước đi tới trước những thanh kiếm đá lúc này trong lòng của hắn sớm đã có quyết đoán hắn sở dĩ quan sát đến bây giờ cũng không phải vì lo lắng không cách nào điều khiển được nhiều kiếm, mà ngược lại là hắn lo lắng vạn nhất điều khiển vượt mức quá nhiều sẽ làm người khác chú ý, nhất là trước mặt Hùng Sơn phó đạo chủ, chân tiên cảnh đỉnh phong, hắn nhất định phải nắm chắc chừng mực thật tốt, cũng không muốn tạo ra ngọn gió gì. Hùng Sơn thấy Hàn Lập hơi nao nao, rồi như lập tức nhận ra được. Hàn Lập vừa nãy cố ý đứng ở trong góc nhỏ, gã ta nhất thời không để ý. Nhìn thấy Hàn Lập Hùng Sơn lập tức hồi tưởng lại sự tình điện chiêu diêu năm đó, không khỏi cười lạnh một tiếng, rời ánh mắt đi. chương 207, thanh kiếm đá thứ tư, Hàn Lập đứng trước nghịch nguyên thạch kiếm, hít nhẹ một hơi, miệng lầm nhầm, tay thúc giục kiếm quyết. Từng đạo linh quang màu xanh mờ mịt hình kiếm bay ra, lé lên một cái rồi biến mất, chui vào trong thanh kiếm đá thứ nhất. Các tu trưởng lão tán tu ở gần đó thấy Hàn Lập thực hiện thủ pháp bình thường như vậy, trên mặt đều hiện lên vẻ thất vọng. Còn tên Trục Phong cầm đầu nhóm trưởng lão bản địa thì lộ ra vẻ mặt nhạo báng. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, thủ pháp phụng về như thế, có thể thao túng một thanh kiếm đá đã coi như là không tệ rồi. Không ít người còn không có hứng thú quan sát, ánh mắt rời đi. Kiếm đá bị bao phủ bởi thanh quang, sau một tiếng keng, chậm rãi nâng lên. Dù u quang màu đen trên thanh kiếm không ngừng đánh vào thế nhưng màu trắng xung quanh thân kiếm vẫn cứng cỏi, tuy là trong chốc lát chợt ẩn chợt hiện liên tục nhưng không có dấu hiệu rách vỡ. Hàn Lập thấy vậy, một lần nữa một ngón tay điểm ra. Lại từng đạo ánh kiếm màu xanh từ đầu ngón tay bắn ra, chui vào bên trong thanh kiếm đá thứ hai. Một ánh kiếm màu xanh bao phủ thạch kiếm, rồi vang lên một tiếng kiếm rít, thanh kiếm thứ hai cũng chậm rãi nâng lên. Nhưng lần này tiếng kiếm nhỏ hơn rất nhiều, không ít người kinh ngạc nhìn Hàn Lập, vẻ khinh miệt trong mắt giảm rõ rệt. Những ánh mắt lúc trước rời đi một lần nữa nhìn lại. Liên tiếp tế khởi hai thanh kiếm đá, sắc mặt hàn lập lúc này tuy là hơi trắng nhưng không hề có vẻ khó nhọc chẳng lẽ lại thêm một thanh kiếm thứ ba kỳ lương mỉm cười nhìn hàn lập người ở đây không ai hiểu rõ hơn gã về tu vi kiếm đạo của hàn lập ba kiếm tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì lúc này điều y quan tâm là hàn lập có thể nâng được bốn kiếm hay không để giảm bớt nhuệ khí của nhóm trưởng lão bản địa hàn lập điều chỉnh khí tức hít thở một cái lần nữa ngón tay điểm ra một đạo thanh quang một lần nữa chui vào thanh kiếm đá thứ ba kiếm quyết trong tay biến ảo, hắn khẽ quát một tiếng. Lại một tiếng kiếm rít vang lên, thanh kiếm thứ ba thình lình cũng nâng lên, chỉ là hơi chậm một chút so với hai thanh trước, nhưng bộ dáng có chút miễn cưỡng. Ba kiếm, xung quanh vang lên một hồi âm thanh kinh ngạc, Hùng Sơn tựa hồ cũng có chút kinh ngạc nhìn qua đây, dường như nổi lên một tia hứng thú. Trước đây, y tự tay khảo nghiệm qua tư chất hàn lập, biết là kém không gì sánh được, không nghĩ tới tu vi kiếm đạo lại không kém, hào quang màu đen trên ba thanh kiếm đá hồ ứng cộng hưởng đánh cho thanh quang xung quanh thân kiếm chấp động kịch liệt tưởng như sau một khắc lập tức sẽ vỡ vụn sắc mặt hàn lập chợt trắng nhợt cái chán đã thấm mồ hôi lớn chừng hạt đậu hai tay hắn xoay tròn bấm niệm thần chú bắn ra từng đạo thanh quang hơn phân nửa chúng chui vào bên trong ba thanh kiếm ổn định chúng lại còn lại hơn non nửa thanh quang thì bắt đầu chui vào bên trong thanh kiếm đá thứ tư hùng sơn thấy vậy trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc cái gì hắn muốn khiêu chiến bốn kiếm mọi người gần đó náo động một hồi trục phong vốn không thèm nhìn hàn lập lúc này cũng khẽ nhíu đôi mày kiếm kỳ lương nhịn không được tiến lên trước một bước nhìn chòng chọc vào thanh kiếm đá thứ tư khuôn mặt lộ vẻ khẩn trương phảng phất như là gã đang trực tiếp thao túng vậy thanh quang trói mắt tỏa ra bao phủ thanh kiếm đá thứ tư một tiếng kiếm rít vang lên tất cả mọi người nín thở ánh mắt nhìn chòng chọc thanh kiếm thanh kiếm đá thứ tư khẽ run lên lật một cái trên mặt đất đung đưa nâng lên một chút nhưng sau một khắc ánh sáng màu đen đồng thời từ trên thân bốn thanh kiếm sáng rực chói mắt xé rách toàn bộ thanh quang đoàng 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 bốn thanh kiếm đá đều trở về chỗ cũ hàn lập rên khẽ một tiếng khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi mọi người ở đây thấy cảnh này thì có người vui vẻ có người thất vọng có thể nói là thần tình khác nhau ui mắt kỳ lương rủ xuống thở dài một hơi mặt trục phong vẫn không chút thay đổi nhưng ánh mắt có chút buông lỏng Hùng Sơn Dương như cũng có chút tiếc hận, gật đầu nói, không nghĩ tới trên phương diện kiếm đạo, người lại có thiên phú xuất chúng. Khoảng cách tới cảnh giới bốn kiếm cũng không còn xa, đa tạ phó đạo chủ khích lệ, tại hạ còn kém xa lắm. Hàn Lập khiêm tốn nói, người vốn là tán tu, có thể có tu vi kiếm đạo như thế này không dễ. Sau này người cố gắng tu luyện nhiều hơn, đừng có phụ thiên tư này. Hùng Sơn nhìn Hàn Lập thật sâu, thái độ khác thường, miễn cưỡng nói vài câu. Hàn Lập cảm thấy thái độ của Hùng Sơn hơi kỳ quái nhưng miệng vẫn liên tục đáp ứng. Hừ, Trục Phong đứng ở một bên thấy hai người như thế, trong mắt lóe lên một tia mây đen, xong lập tức biến mất. Hàn Lập nhanh chóng đi xuống dưới đài, tìm một chỗ trống ngồi xếp bằng, lấy ra một viên đan dược vốn định ban cho đám người kết đan kỳ mộng vân quy, nuốt vào, rồi điều tức. Những trưởng lão tán tu kia vốn định qua đây bắt chuyện vài câu với hắn, nhưng thấy cảnh này, không thể làm gì khác hơn là dừng bước. Cuộc khảo nghiệm tiếp tục tiến hành. Cho đến bây giờ, Hùng Sơn vẫn chưa chỉ rõ bất kỳ người nào, mọi người ở đây đều hiểu y tất nhiên sẽ chứng kiến đến cuối cùng. Những người giành khảo nghiệm trước đều không khỏi có chút hối hận, bằng không qua việc quan sát mấy lần khảo nghiệm, có thể sẽ đạt được thành tích khác biệt. Những người còn lại chưa tham gia khảo nghiệm cũng mang thái độ quan sát người khác thực hiện trước để học hỏi nên sau khi Hàn Lập ngồi xuống một hồi lâu mà cũng không có ai định tiến lên. Sao vậy? Các người định bỏ cuộc sao? Vậy thì khảo nghiệm coi như đến đây kết thúc. Mặt Hùng Sơn trầm xuống, mắng hùng phó đạo chủ để tại hạ thử một lần thanh âm kỳ lương bỗng nhiên vang lên gã hít sâu một hơi cất bước đi tới trước thạch kiếm lúc này trên người hàn lập mơ hồ thanh quang dường như còn đang tận lực điều tức khôi phục nhưng ý niệm trong đầu thì bắt đầu suy nghĩ nghịch nguyên thạch kiếm này quả nhiên có chút môn đạo vô sinh kiếm tông dùng thử này làm khảo nghiệm cũng xem như có một phong cách riêng rồi căn cứ vào tình huống vừa mới thao túng kiếm đá lúc nãy hắn chỉ ít có thể nâng được năm kiếm thậm chí có thể khiêu chiến kiếm thứ sáu đáng tiếc không có cách nào để thực sự thử một phen coi như có chút tiếc nuối nhưng mà hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười không dễ phát hiện được ầm ầm mặt đất lay động một hồi là ba thanh kiếm đá từ trên trời giáng xuống đập vào mặt đất sắc mặt kỳ lương trắng bệch nhưng trong mắt lại tràn đầy mừng rỡ dựa theo chỉ điểm của hàn lập tuy rằng gã còn xa mới đạt được bốn kiếm nhưng ba kiếm thì biểu hiện lại rất là không tệ cũng lắc lư được thanh kiếm đá thứ tư nên việc chúng tuyển hẳn là không có vấn đề. Hàn lập hơi gật đầu, không dễ nhận ra, kỳ thực lần này hắn chỉ điểm kỳ lương, coi như là báo đáp ân tình đối phương lúc đầu dẫn hắn tiến nhập trúc long đạo. Ba kiếm, Hùng Sơn chậm rãi gật đầu, mở miệng nói, sau một lát, người cuối cùng rốt cục đã khảo nghiệm xong, nhưng sau kỳ lương cũng không có ai có thể thôi động ba thanh kiếm rồi. Hàn lập mở mắt, đứng dậy, trong bốn người mấy vị trưởng lão nội môn ghi danh tiếp nhận nhiệm vụ trên ngọn thiên kiếm, có tổng cộng 13 người thao túng được 3 kiếm trở lên. Trong đó, bên phía trưởng lão bản địa có 6 người, như vậy là ít hơn một người so với bên phía tu trưởng lão tán tu. Trục phong đạt được 4 kiếm cao nhất cuộc khảo nghiệm nhưng bên phía trưởng lão tán tu có hàn lập và kỳ lương cuối cùng lại có thể miễn cưỡng lai động hoặc nâng lên kiếm thứ tư. Vì vậy hai bên được tính là sàn sàn như nhau, nhưng trước đây, các cuộc tranh đấu trong tông, bên phía trưởng lão bản địa với các loại tài nguyên, địa lợi đều chiếm ưu thế, vì vậy thường là hơn bên phía trưởng lão tán tu. Kết quả hôm nay tự nhiên khiến cho trong lòng những người này có chút không thoải mái. Lúc này Hùng Sơn mới chậm rãi đi tới giữa quảng trường, xoay người đảo mắt nhìn qua mọi người. Những người chỉ đạt một kiếm, hai kiếm tự biết không có khả năng được tuyển, nên vẻ mặt lại ung dung, thoải mái. Trục Phong tự nhiên cũng không phải lo lắng gì rồi, chỉ có 12 người đạt được ba kiếm chờ đợi ánh mắt Hùng Sơn. Trên từng khuôn mặt lộ vẻ khẩn trương, nín thở. Trục Phong Lệ Phi Vũ, Kỳ Lương, Trân Kỳ, 10 người các ngươi ở lại, những người khác có thể rời đi. Sau một lúc lâu, Hùng Sơn bình tĩnh mở miệng nói. Trong 10 người, 5 người là trưởng lão Tán Tu, 5 người là trưởng lão Bản Địa. Chúc mừng Lệ Huynh, Kỳ Huynh, lần này nếu không phải hai người ngươi thì chúng ta sẽ lại bị bọn chúng coi thường rồi. Tên đại hán họ nam dâu quai nón đi tới, chắp tay nói. Gã này tu vi kiếm đạo không cao, khó khăn lắm mới thao túng được hai thanh kiếm đá tất nhiên không được chọn. Nhưng ngược lại gã ta cũng là người nâng lên được, đặt xuống được, nên không có cảm thấy có gì không vui. May mắn mà thôi, Kỳ Lương cười nói, những người trong nhóm trưởng lão tán tu không được chọn chúc mừng năm người Hàn Lập một phen, rồi cáo từ rời đi. Bên trong sân, rất nhanh chỉ còn lại có Hùng Sơn và 10 tên trưởng lão. Nhìn người người trước mắt, trên mặt Hùng Sơn lộ ra vẻ hài lòng, đang định nói gì. Đúng lúc này, một đạo độn quang màu đen xuất hiện ở phía chân trời xa thoáng như một đạo lôi điện đen kịt giật đùng đùng kéo đến, kèm theo tiếng sấm đinh tai nhức óc, trong chớp mắt đã đến trước đỉnh đầu mọi người. Độn quang màu đen ầm ầm giáng xuống, như một tia sét màu đen to lớn đánh xuống khiến cho trường diễn võ hơi rung lên, rồi hiện ra một đại hào áo bảo tím đeo đai ngọc. Gã này ngũ quan không xấu xí nhưng toàn thân từ trên xuống dưới đều đen kịt, không gì sánh được, phảng phất như bị hun khói. Phóc người gã cực cao, ước chừng cao gấp đôi so với người bình thường. Cánh tay to như eo người bình thường, nắm tay cũng to như chậu rửa mặt loại nhỏ, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, cứng rắn như sắt đá khiến người tên áo bảo tím như phồng to lên. Ma huynh, nơi đây là động phủ của ta, không phải là điện tiên nguyên của ngươi. Các hạ sông vào như vậy, nhìn kỹ bản tọa là ai? Hùng Sơn hừ lạnh một tiếng, rồi trầm giọng quát lên. Ha ha, Hùng huynh chớ trách, ma mẫu nghe nói Hùng huynh triệu tập kiếm tu, muốn mở đại trận ra cho nên vội vã chạy tới. Có chỗ mạo phạm xin bỏ qua, Đại hàn áo tím cười ha ha, giọng nói nghe như thể xuyên thủng sắt đá, khiến cho màng nhĩ đám người hàn lập hơi căng lên. Tuy là nói xin lỗi thế nhưng thần tình, khẩu khí của đại hàn áo tím không thể hiện chút gì áy náy. Hùng Sơn hừ lạnh một tiếng, tựa như cũng không có tính toán so đo nữa. Lại nói tiếp, Hùng Huynh muốn bắt đầu phát động kiếm trận kia thì vì sao không đến thông chi cho ma mỗ một tiếng. Căn cứ ước định ban đầu giữa ta và ngươi, ta cho ngươi mượn vài thứ đó để ngươi tế luyện bản mệnh pháp bảo nên lúc này phải cho ta đứng ngoài quan sát chứ. Chẳng lẽ Hùng huynh tính không thực hiện theo hứa hẹn ban đầu sao? Đại hàn áo tím đột nhiên đảo mắt hỏi, ngọn thiên kiếm của ta có gió thổi cỏ lay gì ma huynh không phải là rõ như lòng bàn tay. Cần cho tới bản tọa thông chi sao? Hùng Sơn từ tốn nói, Hùng đạo hữu nói đùa, đại hàn áo tím nghe nói thế, cười ha ha, lệ huynh, người này là trưởng lão ma ta của điện tiên nguyên, thiên phú dị bẩm tục truyền vạn năm trước đã từng tham gia tranh chức phó đạo chủ. Sau khi thất bại khổ tu, bế quan gần vạn năm, bây giờ thực lực đại tiến. Hiện tại có người nói khoảng cách y đạt tới chân tiên kỳ đỉnh phong cũng chỉ còn một bước ngắn thôi. Thanh âm kỳ lương vang lên ở trong tai Hàn Lập, ánh mắt Hàn Lập lóe lên, chậm rãi gật đầu. Hắn đã đoán được đại khái thân phận của đại hàn áo tím, không nghĩ đến tên này là sư phó của Diệp Phong, trưởng lão Ma Tà. Xem ra những người này chính là kiếm tu tìm đến Hùng Huynh. Hắc hắc, thoạt nhìn dường như cũng không được tốt lắm nhưng chớ có phá hỏng đại sự của hùng đạo hiếu. Mà tà liếc mắt nhìn đám người hàn lập, không chút khách khí nói. Việc này cũng không nhọc đến các hạ phí tâm, đi thôi, xuất phát, hùng sơn hừ một tiếng, nhưng câu tiếp theo đã nói với đám người hàn lập. Vừa dứt lời, hùng sơn hóa thành một đạo kim quang, bay đi về phía xa xa. Đám người hàn lập vội vàng bay lên trời, lao theo. Mà tà cười ha ha một lần nữa, cũng không có tức giận, hóa thành một tia chớp màu đen theo sau. Sau khi đám người hùng sơn rời đi không bao lâu, từ bốn phía sân rộng một đám người mặc áo bảo trắng chỉnh tề đều chỉ có tu vi kết đan kỳ, là người hầu của ngọn thiên kiếm, ba chân bốn cẳng bắt đầu mang từng thanh nghịch nguyên thạch kiếm đặt ở nơi này đi. Những thanh nghịch nguyên thạch kiếm này không chỉ khó thao túng, mà còn vô cùng nặng. Hơn 10 tên tu sĩ kết đan kỳ hợp lực mới có thể miễn cưỡng nâng lên được một thanh. Kết quả lúc những người này bắt đầu di chuyển thanh kiếm đá thứ tư, một người trong đó đột nhiên kêu lớn một tiếng, khiến những người còn lại chú ý. Vương Sư Huynh, chuyện gì mà kinh ngạc như vậy? Các ngươi mau nhìn, kiếm này phía dưới. Phía dưới, chương 208, khu mộ thiên kiếm. Đám tu sĩ kết đàn nghe thấy thế, liền nâng thanh kiếm đá thứ tư lên, nhìn vào phía dưới thân kiếm, sắc mặt trở nên cổ quái. Chỉ thấy phía dưới thân kiếm không thể phá vỡ này, lại xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Thiên Nam Đệ nhất kiếm tu từng đi qua đây, thoạt nhìn, giống như bị người khắc lên, Nét chữ sắc như kiếm, có cảm giác dương cung bạt kiếm, ẩn mà không phát. Đây là có chuyện gì? Lúc trước hình như không có hàng chữ này, chẳng lẽ chuyện này có dính dáng đến các vị trưởng lão nội môn khảo thí khi nãy hay sao? Không có khả năng, Hùng phó đạo chủ từng nói nghịch nguyên thạch kiếm này mặc dù không có lực công kích, nhưng không thể phá vỡ, có thể so với tiên khí. Không biết là ai dính dáng đến việc này, tất cả nhớ kỹ cho ta, việc này phải giữ ở trong lòng, làm như không thấy. Nếu để cho Hùng phó đạo chủ biết, chúng ta sợ không gánh nổi. Đó là tự nhiên, đúng, đúng, tuyệt đối không thể nói. Đúng, các ngươi nói Thiên Nam, đây là địa phương nào? Đại khái chắc là địa phương nhỏ bé ở xó xỉnh nào đó. Một đám tu sĩ kết đan kỳ cùng âm thanh thảo luận mồm năm miệng 10 ngày càng nhỏ dần, mang theo thanh kiếm đá thứ tư nghìn đòn ánh nắng chiều, đi ra ngoài sân rộng. Hùng Sơn dẫn 10 người Hàn Lập và trưởng lão Mata không bay xa mà hạ xuống chân núi phía sau ngọn Thiên Kiếm đứng trước một vách núi màu vàng hai tay y rung lên lập tức có bốn đạo kiếm khí màu vàng từ trong tay áo bay ra chui vào một chỗ phía trước vách núi mới đầu vách núi không có biến hóa chút nào những kiếm khí màu vàng kia giống như đá chìm đáy biển nhưng sau một khắc mặt ngoài vách núi tỏa ra kim quang rực rỡ vô số phù văn màu vàng từ mặt ngoài vách núi tuôn ra làm người ta hoa cả mắt rồi đan chéo quấn vào nhau ở giữa không trung hợp thành một đồ án kỳ dị giống như kiếm trận dưới sự bao phủ của kim quang vách núi dần dần biến trở nên hơi mờ ha ha đây chắc là cửa vào khu mộ thiên kiếm tiếng tăm lừng lẫy của hùng huynh hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt trưởng lão ma tà thấy vậy cười ha ha nói sắc mặt hùng sơn ngưng trọng không có trả lời trưởng lão ma tà miệng y ngâm tụng chú ngữ không ngừng hai tay vũ động từng đạo kiếm khí màu vàng từ trong tay áo bay ra cuồn cuộn chui vào trận đồ kia khiến nó càng trở nên rõ ràng khu mộ thiên kiếm hàn lập có chút tò mò quan sát trận đồ hiện ra trước mắt giống như muốn nhìn xuyên qua trận đồ này nhưng khi nhìn đến vách núi đá mơ hồ có một cái hành lang màu đen hiện ra kỳ lương ở bên cạnh hắn bao gồm cả đám người trục phong trong mắt đều hiện ra vẻ kích động kỳ huynh làm sao vậy hàn lập thấy vậy truyền âm hỏi thời gian lệ huynh gia nhập bổn tông chưa lâu không biết khu mộ thiên kiếm cũng là bình thường phó đạo chủ hùng sơn trong tông nổi danh là một tay kiếm si nghe nói gã ta cất giữ không biết bao nhiêu thanh kiếm danh tiếng khu mộ thiên kiếm này chính là nơi gã ta cất giấu kiếm cực kỳ nổi tiếng ở trong tông chẳng qua là nơi này cũng vô cùng thần bí người trong tông được đến đây hầu như lác đác không có mấy không thể tưởng được hôm nay gã ta lại dẫn chúng ta đi đến khu mộ thiên kiếm này xem ra là gã ta tế luyện pháp bảo ở trong đó rồi kỳ lương truyền âm nói a à, thì ra là thế hàn lập như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu cũng bị khơi gợi lên một tia hứng thú. Lúc này, Hùng Sơn thi Pháp đã đến giai đoạn cuối, kim quang trên vách núi đá càng phát sáng rực rỡ, dần dần trở nên trong suốt biến thành một tầng màn sáng màu vàng dày đặc, có vô số phù văn cấm chế lấp lè ở phía trên. Mấy tiếng trầm đục, màn ánh sáng màu vàng hiện ra bảy vết lõm, hình thành một hình tròn. Âm thanh chú ngữ trong miệng Hùng Sơn đột nhiên dừng lại. Gã phất tay lên, bảy vệt bạch quang bắn ra, là bảy lá phù lục màu vàng hình bán nguyệt. Gã ta bấm niệm pháp quyết một chút khiến bảy lá phù lục màu vàng bay đi, dính chặt kín lên bảy vết lõm trên màn sáng. O O N G. Màn sáng màu vàng phun ra vô số phù văn, dần dần trở nên mỏng manh, qua một khắc màn sáng hoàn toàn biến mất. Một hành lang màu đen hiện ra tối om không biết thông đến nơi nào, thần thức vậy mà không cách nào dò xét được, hiển nhiên đã có cấm chế huyền ảo nào đó ngăn cách. Đi thôi, Hùng Sơn đi vào trước, trưởng lão Ma Tà không nói một lời cất bước tiến vào đám người Hàn Lập tất nhiên là theo sát phía sau. Sau khi mọi người bước vào hành lang, kim quang trên vách đá lưu chuyển một hồi, lập tức cửa vào hành lang lần nữa biến thành vách núi. Hành lang màu đen không ngắn, đi về phía trước một khắc đồng hồ mới đến cuối. Cuối hành lang là một cửa đá màu xanh rất lớn, phía trên khắc vô số phù văn, thoạt nhìn mang phong cách cực kỳ cổ xưa. Hùng Sơn lấy từ bên hông ra một tấm lệnh bài, đưa về phía cửa đá màu xanh, rồi nhẹ nhàng lắc một cái. Mặt ngoài cửa đá nổi lên một tia sáng màu xanh, giống như ngủ say đã lâu nay tỉnh lại. Tất cả ánh sáng màu xanh vặn vẹo một hồi, dần dần ngưng tụ thành một trận đồ, so với trận đồ bên ngoài vách núi đá còn phức tạp hơn. Ngay sau đó, Hùng Sơn khẽ giơ tay lên, tiếng xé gió vù vù vang lên. Chín thanh tiểu kiếm màu xanh từng cái bắn ra, phân biệt đâm vào chín vị trí trên cửa đá. Trận đồ màu xanh trên cửa đá chợt ẩn chợt hiện một hồi, rồi dần dần biến mất. Két, cánh cửa đá khổng lồ từ từ mở ra. Vào thời khắc này, một cỗ ánh sáng vô cùng chói mắt đột nhiên từ bên trong chiếu dọi ra. Hào quang quá mức đột ngột khiến tất cả mọi người ngoài cửa, bao gồm cả trưởng lão ma tà đều vô thức nhắm mắt lại. Thân thể Hùng Sơn được đoàn ánh sáng vô cùng chói mắt kia bao phủ, rồi thân hình gã ở lăng không ở trong hành lang, rồi biến mất không thấy. Lúc Hàn Lập mở mắt ra, cảm thấy bên tai bỗng nhiên có tiếng gió gào thét truyền đến, giống như có vô số đạo kiếm ý tràn ngập xung quanh lúc này mang theo khí thế vô cùng bén nhọn, kéo tới trước mặt bọn hắn hắn định thần lại, liếc mắt nhìn xung quanh, trước mặt hắn là một thảo nguyên rộng ngàn dặm, mọi nơi đều một màu xanh tươi mơn mờn. Ở trên thảo nguyên đằng kia, khắp nơi đều hiện ra từng phần mộ màu xanh. Trên mỗi phần mộ đều cắm một thanh phi kiếm, số lượng chừng hơn ngàn thanh. Ở giữa là dày đặc, kín mít phần mộ bốn phía xung quanh thì có 10 cột đá màu đen khổng lồ, cách nhau chừng trăm dặm. Khắp thảo nguyên, khu mộ thiên kiếm mơ hồ coi đây là khu vực trung tâm, phân chia ra 10 khu vực mà trong mỗi khu vực này còn có ba đội tu sĩ chấn giữ. Mỗi một đội đều có một tu sĩ đại thừa kỳ cầm đầu, dẫn theo 9 tên tu sĩ hợp thể kỳ khác. Tổng cộng có 300 người, ánh mắt Hàn Lập nhìn qua Thảo Nguyên, liền thu hết vào mắt bố cục khu này. Trên mặt hắn chỉ lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng kỳ thực trong lòng khiếp sợ không thôi. Những thanh phi kiếm trong phần mộ này rất đa dạng, có thanh rất nhỏ như lông mày lá liếu, có thanh bản rộng lớn như cửa cung điện, có thanh thân kiếm dày đặc khí lạnh, đóng băng cỏ xanh xung quanh phạm vi 10 trượng thành đá, có thanh thân kiếm lửa thiêu đốt cháy hừng hực biến phạm vi trăm trượng thành mảnh đất khô cằn. Từng thân kiếm rung động, phát ra từng trận thanh âm mãnh liệt. Kiếm khí kinh người tán loạn ra xung quanh, làm toàn bộ mây trắng trên bầu trời bị cắt thành từng khối vụn nhỏ như sợi mây thô, không cách nào ngưng tụ thành hình được. Chính giữa có một vài thanh phi kiếm, thỉnh thoảng rung động kịch liệt, phát ra từng trận âm thanh xung đột chói tai, lại muốn rút thân ra khỏi phần mộ. Mỗi lúc như vậy đám tu sĩ phụ cận trấn giữ liền kết pháp quyết, liên thủ trấn áp xuống. Tuy nhiên, số lượng phi kiếm trên thảo nguyên thật sự quá nhiều, lại như đặt hồ lô lên cái muôi. Bên này vừa mới trấn áp xong, bên kia liền có phi kiếm đấu tranh, thậm chí bắt đầu phi thân, nhìn có chút náo nhiệt. Chẳng qua, những tu sĩ này dường như cũng sớm quen thuộc chuyện này, xử lý đâu vào đấy, không có chút nào bối rối. Những thanh phi kiếm bướng bỉnh này, vô luận lấy ra một thanh nào đều đủ khiến cho một tên tu sĩ hợp thể kỳ, thậm chí đại thừa kỳ không tiếc táng ra bại sản đổi lấy. Còn những thanh phi kiếm có phẩm chất cao hơn, kể cả những tu sĩ chân tiên cảnh tu hành vạn năm thấy được cũng đều trông mà thèm nhỏ rãi. Mà khi những thanh phi kiếm này hội tụ một chỗ như lúc này, vô luận người có tâm cảnh trầm tĩnh như thế nào cũng đều không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì đây không đơn thuần là dựa vào tài lực hùng hậu là có thể làm được. Đám tu sĩ chân tiên cảnh này cũng không ngoại lệ, tất cả đều lấy phi kiếm làm bản mệnh. Từng người đều tinh thông thuật ngự kiếm, cho nên khi thấy cảnh tượng này, rung động trong lòng bọn họ càng thêm mãnh liệt. Trục Phong thấy vậy, thần sắc biến đổi liên tục, khó khăn lắm mới thu ánh mắt lại được. Vẻ mặt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn về Hùng Sơn, y tán thán nói: "Đã sớm nghe nói khu mộ Thiên Kiếm của Hùng phó đạo chủ không như bình thường, hôm nay được nhìn thấy, mới biết lời đồn đại chẳng những không nói quá, ngược lại có chút nói chưa đủ. Toàn bộ trúc long đạo chúng ta chỉ sợ không ai có thể vượt qua Hùng phó đạo chủ rồi. Quả nhiên là làm người ta nhìn mà ngưỡng mộ." xem thế là đủ rồi. Những lời này của y có chút nịnh nọt, nhưng mọi người tại đây nghe lại không cảm thấy chói tai, bởi vì trong lòng bọn họ cũng đang suy nghĩ như vậy, chỉ là không nói ra mà thôi. Không có gì, đây cũng là bổn tỏa mất vài vạn năm tìm tòi khắp nơi, hao hết tâm lực mới thu thập được. Tổng thể kiếm trận hiện tại có 1.080 thanh phi kiếm. Đúng là không dễ, Hùng Sơn khoát tay nói, đáy mắt hiện lên vẻ tự đắc. Hàn lập giờ phút này căn bản chẳng quan tâm những thứ này ánh mắt của hắn gắt gao chăm chú vào khu mộ thiên kiếm phía tây bắc thảo nguyên. Bởi vì ở bên trong một khu vực có 72 phần mộ, bên trên mỗi phần mộ cắm một thanh phi kiếm màu xanh. Thân kiếm không ngừng rung động mãnh liệt, bắn ra từng sợi hồ quang điện nhỏ bé màu vàng quấn quanh thân, dường như đang cố gắng rút thân từ trong phần mộ ra. 72 thanh phi kiếm màu xanh không phải là vật mà Hàn Lập đau khổ tìm kiếm bấy lâu nay, vốn tên là Thanh Trúc Phong Vân Kiếm hay sao? Giờ phút này, những thanh phi kiếm này tựa hồ cảm ứng được sự tồn tại của hàn lập đấu tranh càng thêm kịch liệt điện mang quanh thân hiện ra càng sáng mắt thấy sắp sửa bộc phát ra hoàn toàn hàn lập thấy vậy đồng tử hơi co rụt lại ý niệm trong lòng nhanh chóng trở lại hắn đương nhiên là muốn lập tức thu phi kiếm của mình về nhưng cứ như vậy mà tìm hùng sơn tự nhiên mở miệng đòi là không thể còn bằng vào sức một mình hắn cưỡng đoạt phi kiếm thì càng là tự tìm đường chết rồi những ý niệm này nhanh như tốc độ ánh sáng chợt lóe lên trong đầu hắn nhưng sau một khắc hắn liền cưỡng chế ý niệm trong lòng, trực tiếp cắt đứt liên hệ thần hồn với Thanh Trúc Phong Vân Kiếm. chương 209, Thiên Phong Tụ Linh, không cảm ứng được thần hồn của Hàn Lập, điện mang trên Thanh Trúc Phong Vân Kiếm lập tức tiêu hao thu lại, nhưng chẳng biết tại sao vẫn không ngừng dẫy ruộ, như muốn từ bên trong phần mộ chui ra. Ba đội tu sĩ đóng tại khu vực Thanh Trúc Phong Vân Kiếm thấy thế thì biến sắc, lập tức đánh ra từng đạo pháp quyết, làm các phần mộ lập tức sáng lên quang mang màu xanh từng trận giam cầm lực phủ lên chúng mãnh liệt, dù vậy cũng không thể hoàn toàn trấn áp dị động của Thanh Trúc Phong Vân Kiếm. Chúng vẫn kịch liệt dãy ruộng. Sư huynh Diệp Phong, đây là chuyện gì vậy? Những thanh phi kiếm này tuy rằng cứ cách một thời gian thì lại quấy nhiễu, nhưng cũng chưa giờ khó chân áp như hôm nay. Một gã đại hán tóc tím mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, hỏi gã bên cạnh. Tên thanh niên da đen vóc dáng cao to ở bên cạnh không trả lời, đang ngồi trên mặt đất liền đứng dậy, đi đến gần mấy thanh phi kiếm, đánh ra pháp huyết, rồi vung lên cao. Chỉ thấy mấy hòn đá màu đen lớn cỡ bàn tay bay vút lên, ở giữa không trung kéo lê thành từng đường cong mềm mại, không sai lệch mà rơi chúng trên mấy phần mộ kia. Đây là những hòn đá hoa văn thô giáp, phản xạ lốm đốm hào quang đen nhánh, thoạt nhìn vô cùng bình thường nhưng trên thực tế được gọi là chấn kiếm thạch, có thể chấn áp linh tính phi kiếm trong thời gian ngắn. Theo từng hòn chấn kiếm thạch rơi xuống, hào quang phía trên phần mộ càng thêm sáng ngời. Thanh thế trên mấy thanh phi kiếm còn lại kia đột nhiên thu nhỏ lại, điện mang trên thân kiếm cũng đều biến mất. Trên thực tế, những phần mộ kia nhìn như bình thường, nhưng thực sự ẩn giấu huyền cơ. Chúng không chỉ bảo dưỡng phi kiếm, tức là khi rời khỏi chủ nhân vẫn tiếp tục được bảo dưỡng để không làm mất đi linh tính, đồng thời còn có khả năng giam cầm, bảo đảm phi kiếm sẽ không thoát khỏi nơi này. Thấy tất cả thanh trúc phong vân kiếm đều yên tĩnh lại, Diệp Phong không nói một lời mà ngồi trở lại chỗ cũ. Đại hán tóc tím thấy vậy cũng chỉ im lặng, thở dài một tiếng. Chẳng biết tại sao, một ngày mấy năm trước, Diệp Phong vốn đã trở thành đệ tử hạch tâm trong môn đột nhiên tính tình thay đổi lớn, trở nên trầm mặc. Tu vi của y vốn đột nhiên tăng mạnh cũng tựa hồ bị ảnh hưởng, làm cho trưởng lão ma tà cực kỳ bất mãn. Trong lúc đại hán tóc tím đang âm thầm thở dài, một tên khác bên cạnh tới gần, mở miệng nói. Sư huynh, hôm nay chính là ngày cuối cùng làm nhiệm vụ canh gác khu mộ kiếm của chúng ta. Về sau sẽ không được như vậy nữa, vừa nhẹ nhóm, vừa không có nguy hiểm gì mỗi tháng nhiệm vụ lại còn kiếm được điểm công trạng ổn định hắc hắc tiểu tử ngươi lần trước không phải vẫn còn phàn nàn nói nhiệm vụ này nhàm chán sao quả thực đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi đại hán tóc tím cười hắc hắc vui đùa cùng tên kia cùng lúc đó ở lối vào phía xa hàn lập tuy rằng chặt đứt liên hệ cùng thanh trúc phong vân kiếm nhưng vẫn không ngừng chú ý mà khi hắn nhìn thấy diệp phong đang chủ trì trận pháp chấn kiếm nỗi băn khoăn trong lòng cũng lập tức cởi bỏ lúc trước thời điểm hắn vừa tới dãy núi trung minh khí thức giải đạo nhân và thanh trúc phong vân kiếm bị người ngăn chặn cùng một lúc cho nên hắn vẫn cho là hai thứ này tất nhiên là ở cùng một chỗ cho nên về sau khi hắn tìm được giải đạo nhân lại không tìm thấy thanh trúc phong vân kiếm khiến cho hắn canh cánh trong lòng nghĩ đến lúc đó diệp phong trùng hợp chấp hành nhiệm vụ bảo dưỡng ở nơi này khi thanh trúc phong vân kiếm xảy ra dị trạng mới cùng bị trận pháp cấm địa che đậy khí thức khiến hàn lập đoán sai thời gian không sai biệt lắm bây giờ bổn tọa nói một chút nhiệm vụ cho các vị. Ánh mắt hùng sơn đảo qua mọi người, mở miệng nói ra. Một đám trưởng lão chân tiên cảnh nghe thế, vội vàng tập trung, lắng tai nghe. Trưởng lão ma tà vốn chỉ đến đây để xem nhưng khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc, nhìn về phía hùng sơn. Các người hiện tại đã thấy tòa đại trận này, tên là thiên phong tụ linh kiếm trận. Dùng trận này, bổn tọa có thể xóa đi toàn bộ ấn ký lưu lại của chủ nhân ban đầu trên hơn một ngàn thanh phi kiếm trong khu mộ kiếm này, chuyển hóa thành kiếm nguyên tinh thuần, bổn tọa muốn dung hợp toàn bộ kiếm nguyên tinh thuần vào bên trong phi kiếm bổn mạng của ta. Hùng Sơn cao giọng nói ra, lời vừa nói ra, nội tâm của tất cả mọi người, kể cả trưởng lão ma tà đều chấn động. Hàn lập thầm líu lưỡi không thôi, nếu thật sự có thể hòa hợp phẩm chất kiếm nguyên cực tốt của phi kiếm làm một, hóa thành một thanh phi kiếm. Kiếm này hội tụ linh khí của vạn kim, sẽ có khả năng vượt qua chướng ngại linh bảo mà đạt đến cấp độ hậu thiên tiên khí, uy năng to lớn, không cách nào tưởng tượng. Chư vị hẳn cũng nhìn thấy, nơi đây trừ đài tế kiếm ở trung tâm, tổng cộng chia làm 10 khu vực. Việc chư vị phải làm, chính là chấn giữ một vị trí trong đó, chịu trách nhiệm điều khiển phi kiếm khu vực đó, phụ trợ bổn tỏa xóa đi lạc ấn phi kiếm, đồng thời thôn vệ kiếm nguyên. Hùng Sơn tiếp tục nói, mọi người lắng nghe, ánh mắt đều nhìn về bốn phía thảo nguyên, tựa hồ cũng tính toán chọn lấy một khu vực nào đó. Hàn lập một mặt quan sát như mọi người, nhưng trong lòng đang suy nghĩ lời nói của Hùng Sơn, muốn tìm một ít manh mối hữu dụng. Các phần mộ trong khu mộ kiếm này thoạt nhìn phân bố lộn xộn, như là tùy ý kiến tạo, nhưng thực tế có kết cấu rõ ràng, phân bố có trật tự. Như là các phi kiếm có kiếm ý tương đồng đều an bài tại cùng một khu vực, mà những phi kiếm có kiếm ý trái ngược sẽ bị phân chia ở hai khu vực khác nhau. Tại trung tâm mỗi khu vực đều dựng một cột đá màu đen to lớn thẳng đứng, cao hơn 3 trượng. Chính là cột trụ trận của mỗi khu vực, phía trên cột đá đều khảm hơn 10 miếng tiên nguyên thạch cỡ hạt long nhãn. Chưa nói cái khác, chỉ cần thủ bút này cũng đủ để làm cho tất cả trưởng lão chân tiên cảnh ở đây rung động không dứt hùng đạo hữu theo ta nghĩ vì sao ngươi không sớm xóa lạc ấn của chủ nhân cũ trên phi kiếm đi như vậy chẳng phải là càng thêm thuận tiện hơn sao mà ta đột nhiên mở miệng hỏi ngươi biết cái gì sau khi phi kiếm bị xóa đi ấn ký linh tính sẽ mất đi hơn phân nửa mà theo thời gian sẽ tiếp tục mất đi cho nên chỉ vào đúng thời điểm chính thức tế luyện xóa đi mới có thể giữ được linh tính và uy năng nguyên bản của chúng Hùng Sơn hừ một tiếng, tức giận nói. Ha ha, thì ra là thế, thủ giáo. Mà tà lơ đánh cười ha ha một tiếng, gật đầu nói. Hùng Sơn không nói gì, cổ tay xoay một cái, lập tức hiện ra một thanh phi kiếm ánh vàng rực rỡ. Kiếm này dài hơn ba thước, bề rộng chừng hai tấc, toàn thân màu vàng kim, kiếm ý tràn trề, có một cỗ bế nghĩa thiên hạ, khí thế sắc bén kinh người không thể chống cự. Ở vị trí đốc kiếm còn đúc một hình một con thú cổ dữ tợn đang há to miệng, hai mắt sáng hào quang, thoạt nhìn giống như vật còn sống. Mọi người chung quanh nhìn kiếm này một lần đã vội rời ánh mắt đi chỗ khác, cảm thấy thanh kiếm quá sắc bén, quả thực làm hai mắt đau nhức. Không hổ là bổn mạng phi kiếm của Hùng Đạo Hiếu, trải qua mấy năm rèn luyện chuẩn bị, càng là xưa không bằng nay. Kiếm này một khi luyện thành hoàn toàn, chỉ cần lại bế quan tìm hiểu mấy trăm năm, tin tưởng sẽ vượt qua cánh cửa bình cảnh, thành tựu kim tiên cũng là ở trong tầm tay rồi. Nhãn tình ma tà sáng lên, tán thán nói. Vậy nhờ cắt ngôn của ma đạo hiếu, Hùng Sơn tế ra bổn mạng phi kiếm, toàn thân phát ra khí thế càng mạnh hơn lúc trước, thét một tiếng dài. Cả người và kiếm phi lên, nhanh như điện, lên xuống mấy cái đã tới đài tế kiếm ở trung tâm Thảo Nguyên. Cả đài tế kiếm rộng 36 trượng, cao tới 72 trượng, toàn thân lóng lánh, trong suốt như Mỹ ngọc gọt rũa mà thành. Phía trên điêu khắc các loại trận văn phức tạp, khảm nạm rất nhiều linh thạch không biết tên, liên kết với nhau phát họa thành một bộ trận đồ to lớn bao quấn toàn bộ đài tế kiếm vì chuyện hôm nay bổn tỏa đã chủ bị vài vạn năm nếu thành công đương nhiên tất cả đều vui vẻ ta cũng cảnh báo trước nếu có người thời khắc mấu chốt làm hỏng chuyện đừng trách bổn tỏa trở mặt hùng sơn bỗng nhiên quay người nói với đám người hàn lập hùng phó đạo chủ yên tâm tại hạ sẽ kiệt lực làm tuyệt không làm hỏng trục phong liền ôm quyền dẫn đầu cam đoan nói vài tên trưởng lão bản địa còn lại cũng vồn vã vỗ ngực cam đoan về phần vài tên trưởng lão tán tu và hàn lập lại cung kính nhẹ gật đầu Đến cột trụ trận, theo tiếng hét lớn quán triệt thiên địa của Hùng Sơn, 10 người Hàn Lập vội vã bay vút vào bên trong thảo nguyên. Trên thân Hàn Lập lóe lên thanh quang, lập tức vội vã bay về hướng Tây Bắc. Thời điểm bay được một nửa đoạn đường, thân hình của hắn liền dừng lại giữa không trung. Hắn dừng lại thì lập tức thân ảnh trục phong lướt nhanh qua bên cạnh hắn. Ánh mắt y liếc hắn, miệng còn hừ một tiếng xem thường, lập tức bay đến khu vực thanh trúc phong vân kiếm. Y bay đến cột đá màu đen ở chính giữa rồi đáp xuống. Hàn Lập nhìn bóng lưng y bay qua, thân hình vòng một cái, bay về hướng Tây Nam. Các khu vực phân chia cũng không quá ngay ngắn, hình dạng mỗi một khu vực cũng không vuông vức, số lượng phi kiếm phân bổ trong đó cũng không giống nhau hoàn toàn. Có khu vực chỉ có hơn 10 thanh kiếm, có khu vực lại có hơn trăm thanh, mà khu vực thanh trúc phong vân kiếm cũng chỉ có 72 thanh phi kiếm màu xanh. Toàn bộ thiên phong tụ linh kiếm trận có hình dạng thoạt nhìn giống như một đóa hoa tươi vừa chớm nở. Ở vị trí trung tâm là đài tế kiếm giống như nhụy hoa, mà 10 khu vực kiếm trận chung quanh lại giống như từng cánh hoa bao quanh ngụy hoa. Sau khi thấy mọi người đều ổn định, Hùng Sơn khép hai tay trước người, đánh ra một pháp quyết. Thanh phi kiếm màu vàng trôi nổi trước người đột nhiên tỏa kim quang sáng rực. Theo miệng gã niệm khẩu quyết, dường như có một lực lượng kỳ dị trong khu cấm địa mộ kiếm này cùng hô ứng, làm cho thanh âm ngâm tụng tiếng phạn của nhà Phật vang vọng toàn bộ vòng trời. Cùng lúc đó, đài tế kiếm ở phía dưới cũng bắt đầu sáng ngời hoa quang, ở trên trận đồ điêu khắc phức tạp như bị đổ kim thủy vào, Lan tràn thành một mảnh trận văn màu vàng. Chỉ nghe thanh âm ù ù từ trên đài cao vang lên, một tế đàn bạch ngọc hình vuông ba thước từ trung tâm đài tế kiếm từ từ bay lên. Ở trên tế đàn trải đầy phù văn, ở trung tâm lộ ra cửa động màu đen dài rộng tương đương một thân kiếm. Chương 210, quần kiếm loạn vũ. Thanh âm ngâm tụng trong miệng hùng sơn vang lên không ngừng, hai tay gã nắm trường kiếm màu vàng chậm rãi đâm vào cửa động trong tế đàn bạch ngọc. Âm thanh xung đột vang lên xùy xù, trường kiếm vừa mới cắm vào tế đàn toàn bộ tế đàn ầm ầm chấn động. Cột sáng màu trắng bên trên sáng chói mắt, phóng thẳng lên không trung. Cùng lúc đó, tiên nguyên thạch được khảm trên cột đá màu đen phía dưới chỗ đám người Hàn Lập cũng lập tức bộc phát ra hào quang sáng ngời. Từng dòng linh lực rồi rào chảy ra như nước tràn đầy lên trên đường vân cột đá. Mười cây cột đá màu đen đồng thời rung lên, sáng lên hắc quang chói mắt. Tất cả đều hóa thành từng cột sáng ngút trời, phóng vào không trung. Chỉ thấy trên không trung, mây mù vốn đã tán loạn tức thì bị tia sáng này khuấy động vỡ ra. Một màn sáng màu xám mắt thường có thể thấy được từ đó hiện ra, như một cái bát úp ngược, chụp lên toàn bộ khu cấm địa mộ kiếm. Hùng Sơn ở trên đài cao thấy thế, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Thanh âm ngâm tụng vốn trầm thấp, bỗng nhiên chuyển thành cao giọng như sướng hát. Tiếng như sấm, nổ vang cửu thiên, chỉ thấy màn sáng màu xám phía trên bỗng nhiên có kim quang chấp động, ngưng tụ thành từng sợi tơ màu vàng, giao thoa, quấn lẫn nhau, lượn lờ bất định cùng lúc đó toàn bộ phần mộ trong khu cấm địa mộ kiếm như ong vàng vỗ cánh âm thanh rung động mãnh liệt càng ngày càng vang lớn hàn lập nhìn bốn phía phát hiện hơn trăm thanh phi kiếm trong khu vực của hắn đồng thời kịch liệt lắc lư thoạt nhìn dường như đang ra sức dẫy ruộa thoát khỏi trói buộc của phần mộ bởi vì tốc độ cực nhanh biên độ sóng rất lớn khiến cho phía trên phần mộ chớp lên liên tục từng về tàn ảnh hình quạt thông qua tâm thần liên hệ cùng thanh trúc phong vân kiếm hàn lập cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng kinh hãi bổn mạng phi kiếm của hắn cùng tất cả phi kiếm khác đều giống nhau, dường như cực kỳ sợ hãi, muốn chạy trốn khỏi khu cấm địa mộ kiếm này. Nghĩ tới năm đó ở nhân giới, hắn bồi dưỡng kim lôi trúc từng chút từng chút một như thế nào, rồi từng bước như thế nào để luyện chế ra trọn vẹn 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm, trong lòng hàn lập liền nổi lên một cảm giác mơ hồ không rõ. Trên con đường tu tiên dài đằng đẵng buồn chán, ngoài tiểu bình ra, gắn bó lâu nhất với hắn, cùng hắn vào sinh ra tử, không rời nửa bước chỉ sợ chính là bộ thanh trúc phong vân kiếm này. Mà giờ khắc này, bản mệnh phi kiếm cùng thần hồn của hắn tương liên lại gặp phải hoàn cảnh bị người xóa đi lạc ấn, rút ra kiếm nguyên, điều này làm trong lòng hàn lập ngoài lo lắng còn có vài phần dai dứt. Hắn hận không thể lập tức giải cứu phi kiếm của mình ra, sau đó bỏ đi. Thanh trúc phong vân kiếm ở trong trận như cảm nhận được tâm tình bất đắc dĩ của chủ nhân, cả bộ phi kiếm rung động kịch liệt, âm thanh càng vang lên mạnh mẽ mơ hồ hiện ra vài phần bi tráng. Hàn Lập thấy thế dường như hiểu thêm vài phần tâm ý phi kiếm. Đó là tinh thần nguyện hy sinh, thà thành ngọc nát cũng không làm ngói lành. Một khi hắn không có cách nào cứu ra, bọn chúng sẽ lập tức tình nguyện tự động sụp đổ, không hề muốn xóa đi lạc ấn linh thức, dung nhập vào bên trong phi kiếm khác. Đúng lúc này, bên trong vòng trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng ô, ô, n, g vang động. Hàn Lập ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy ở tầng màn sáng màu xám trên bầu trời, tất cả sợi tơ màu vàng đã dừng di chuyển, mà tụ tập thành vô số kiếm ảnh màu vàng. Vô số kiếm ảnh này có tư thế hình dạng khác nhau, không đồng nhất, có thanh mũi kiếm thẳng tắp, có thanh thân kiếm uốn lượn, có thanh hình dạng cổ xích, có thanh lại giống như mũi nhọn. Hơn nữa kích thước lớn nhỏ cũng không giống nhau, có thanh chừng mấy trăm trượng, thoạt nhìn giống như một chiếc thuyền cỡ lớn, có thanh không đến một tấc, thoạt nhìn giống như tú hoa châm. Hàn Lập có thị lực kinh người, nhìn kỹ liền phát hiện dù cho kiếm ảnh nhỏ nhất cũng có đầy đủ phù văn rõ ràng rành mạch bên trên, nhìn không ra chút khuyết điểm nào nương theo trận đồ kiếm ảnh rất lớn này xuất hiện, kiếm khí trong toàn bộ khu cấm địa mộ kiếm càng lăng lệ ác liệt hơn, tăng vọt lên mấy chục lần. Toàn bộ cỏ xanh trên mặt đất hầu như lập tức đều bị cắt nát thành bột mịn, mà trong không khí cũng có phần căng cứng. Mười tên trưởng lão nội môn đứng ở cột đá màu đen nhìn một màn trước mắt này, sắc mặt cả bọn khẽ biến, trong nội tâm sợ hãi, thán phục không thôi. Mà ba đội ngũ đóng tại mỗi một khu vực, giờ phút này sắc mặt đều tập trung, đứng im tại chỗ, thậm chí không dám lệch vị trí một chút nào, sợ bị kiếm khí ảnh hướng đến, rơi vào kết cục thê thảm loạn đao phân thân. Hàn lập ngoài sợ hãi thán phục nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc. Hắn mơ hồ cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc. Đúng lúc này, đám trưởng lão phân tán ở các nơi trên thảo nguyên, ngửa đầu quan sát trận đồ kiếm ảnh, có vẻ như bị vật vô hình kích mạnh vào, cùng rên lên một tiếng, vội vàng rời ánh mắt đi chỗ khác. Đến ma tà cũng chỉ nhìn lên được hơn 10 nhịp thở, liền cảm thấy thức hải đau đớn khó chịu, có chút không cam lòng phải rời ánh mắt đi. Hàn lập tuy rằng cũng bị trùng kích nhưng với thần thức cường đại vượt xa cùng dai đương nhiên cũng không đáng lo chẳng qua là nháy mắt một cái rồi tiếp tục quan sát xem thế nào nhắc nhở chư vị đạo hữu một câu bên trong trận đồ thiên phong tụ linh kiếm trận này ẩn chứa kiếm khí có tác động không nhỏ tới thần thức nhìn nhiều vô ích lúc này thanh âm hùng sơn đột nhiên vang lên trong đầu mọi người sau khi nghe lời ấy tất nhiên mọi người không dám tham lam trận đồ huyền diệu không dám lại thử nhìn trộm huyền cơ trong đó đúng lúc này trong mắt Hàn Lập đột nhiên sáng lên một vòng thần thái khác thường, bừng tỉnh đại ngộ. Năm đó trong phủ đệ tiên nhân tại Quảng Hàn Giới, hắn đã từng đạt được một bộ vạn kiếm đồ. Diễn biến kiếm trận và khí tức trong đó thình lình cùng trận đồ kiếm ảnh trước mắt có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ lạ. Thậm chí bộ kiếm trận đó có một vài chỗ huyền diệu dường như còn vượt trận đồ này. Trong lòng của hắn không khỏi vui vẻ, vội vàng cẩn thận tìm hiểu trận đồ kiếm ảnh trên bầu trời. Sau một lát, trên đài tế kiếm bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét to của Hùng Sơn. Tiếng như chuông lớn, chấn động khiến khắp nơi khiến Thảo Nguyên rung lên. ầm ầm ầm, ngay sau đó, có tiếng như pháo nổ vang lên không ngừng. Chỉ thấy ở những phần mộ chi chít chẳng chịt kia, ngôi này tiếp nối ngôi kia nhao nhao bùng nổ. Hơn ngàn thanh phi kiếm cắm ở trên mộ đều thoát khỏi sự khống chế, hóa thành một mảnh kiếm quang loạn xạ, bay tán loạn bốn phía. Cả một đám phi kiếm mạnh mẽ phóng lên, tựa như muốn bay ra ngoài cấm địa thoát đi. 30 đội ngũ thủ hộ trong kiếm trận lập tức vội vã ra tay, thi triển thần thông, khống chế những phi kiếm này. Chỉ thấy phía đông thảo nguyên, một thanh phi kiếm bốc lửa rừng rực quanh thân, hỏa quang điên cuồng dũng động, rít lên từng tiếng mút trời, lao thẳng tắp về phía trước, làm không khí chung quanh cháy xém. Ba đội ngũ thủ trận chịu trách nhiệm khu vực này thấy thế thì miệng liền vang lên âm thanh ngâm tụng. Dưới sự chủ trì của ba gã đại thừa kỳ liên thủ liền gọi ra một con thủy long to lớn quấn chặt hỏa kiếm kia, rồi kéo lại rất nhanh. Còn ở phía nam thảo nguyên, một thanh cự kiếm màu vàng đất rộng chừng 3 xích, dài hơn trượng tám, quanh thân tỏa ra vầng sáng màu vàng đất, chẳng những không giống các phi kiếm bình thường khác phóng lên trời, ngược lại mũi kiếm chỉ xuống đất, trong tiếng rung u u vù điên cuồng, xoay tròn chui vào mặt đất. Ba đội ngũ đóng ở nơi này sớm đã chuẩn bị, khi bọn chúng thi pháp thì khu vực mặt đất nơi này sớm đã hóa thành màu xanh đen khiến toàn bộ mặt đất trở nên kiên cố. Cự kiếm đâm vào chỉ làm bắn ra những tia lửa lớn nhưng căn bản không thể chui vào được. 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm của Hàn Lập thoát ra, cũng lập tức như bầy ong tập hợp một chỗ, quanh thân lóe lên lôi quang màu vàng, muốn lướt nhanh về phía Hàn Lập. Chỉ có điều giờ phút này khắp đất trời là kiếm ảnh phân loạn bay múa, nếu không chú ý cũng không thể biết ý đồ của phi kiếm. Nhanh chóng ngăn những phi kiếm kia lại, Trục Phong thấy thế, lập tức hạ lệnh, người của ba đội ngũ bao gồm cả Diệp Phong không dám chậm trễ, vội vàng thi triển thần thông, dẫn dắt linh khí chung quanh hóa thành một lao tù linh khí màu xanh to lớn, bao phủ hướng thanh trúc phong vân kiếm bay tới. Phi kiếm vừa mới bay ra hơn 10 dặm, lập tức bị lao tù màu xanh từ bên trên bao phủ xuống, ngăn trở ngay tại chỗ. Xì xì xì, thanh âm điện mang lưu chuyển rung lên, chỉ thấy 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm đều rực sáng kim quang, điện mang bùng lên như là một quả lôi cầu màu vàng to lớn nổ ầm ầm, bắn ra vô số hồ quang điện màu vàng, trực tiếp xé rách lao tù màu xanh thành những mảnh nhỏ. Hàn lập cảm ứng được những việc này, thậm chí có thể cảm nhận được thanh trúc phong vân kiếm lúc bộc phát tích tà thần lôi mơ hồ có chứa vài phần phẫn nộ. Nhưng mà hắn bây giờ cũng không thể làm gì, chỉ có thể giống những người khác thi pháp khống chế phi kiếm trong khu vực của mình. Một đám phế vật, trục phong bên trên cột đá màu đen thấy thế, nhịn không được mắng to. Y đưa một tay chảo ra trước người, giữa không trung liền hiện ra mấy dấu vết to lớn, bao phủ thanh trúc phong vân kiếm, cứng rắn kéo chúng lại. Hùng Sơn dường như sớm có chủ ý đối với những thanh phi kiếm phản công giấy dụa này, lúc đầu ánh mắt quan sát qua mấy lượt, rồi về sau liền hoàn toàn không để ý tới nữa. Các phi kiếm chạy trốn đều lần lượt bị trấn áp rất nhanh. Nhưng vẫn có một ít phi kiếm không cam lòng bị khống chế, không ngừng dẫy ruộng. Mà nhiều phi kiếm chỉ có thể dẫy ruộng, bay trong phạm vi hẹp, va và chạm vào nhau, không ngừng phát ra tiếng giao kích keng keng như kim thạch. Hàn lập vững vàng thao túng khu vực phi kiếm của mình, nhưng trong đầu vẫn không ngừng nhớ lại vạn kiếm đổ lúc trước. Trong điều kiện ở chỗ cột trụ phía dưới, việc hắn tìm hiểu trận đồ kiếm ảnh trên bầu trời đúng kiểu làm chơi ăn thật. Hắn rất nhanh nhìn ra rất nhiều đạo lý, nhưng dù sao thời gian quá mức gấp gáp, từ như vậy đến mức hiểu rõ được, vẫn còn chênh lệch khá xa. Đúng lúc này, trên đài cao hùng sơn bỗng nhiên đình chỉ ngâm tụng, thân hình lướt qua, đột nhiên từ mặt đất bay lên, phóng thẳng tới không trung phía đông. Chỉ thấy sau khi gã bay vào khu vực của kỳ lương, liền vòng tay một cái, một tay chảo vào hư không một thủ ấn màu vàng cực lớn từ trong hư không thỏ ra nắm lấy một thanh phi kiếm màu trắng bạc. Phi kiếm màu trắng bạc lập tức điên cuồng rằng co, quanh thân ngân quang sáng rực, như nước mạnh phun tung tóe ra, hóa thành mấy trăm kiếm ảnh màu bạc, tấn công bốn phương tám hướng, cố gắng chống đỡ cái thủ ấn màu vàng kia. Nhưng thủ ấn màu vàng nắm rất chặt, mặc cho ngân quang kiếm ảnh tùy ý trùng kích, không buông lỏng chút nào. Hùng Sơn thấy thế, tay còn lại dựng thẳng lên như đao, trên không trung ngưng ra một thủ ấn màu vàng khác. Hùng hăng gạt màu bạc trên phi kiếm đi. Chỉ thấy toàn thân phi kiếm màu bạc rung mạnh, một tầng hào quang hơi mờ ở phía trên bị thủ ấn màu vàng bóc xuống từng lớp. Ở giữa không trung ngưng tụ thành một thanh phi kiếm hơi mờ, thoạt nhìn dường như biến thành linh thể. Nó ngoan ngoãn lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích chút nào. Chương 211, nghịch chuyển. Hùng Sơn chậm rãi mở thủ ấn màu vàng ra, phi kiếm màu bạc mất hết linh tính và lại đã bị lột hết kiếm nguyên lập tức rơi xuống phía dưới, chưa tiếp xúc đến mặt đất đã bị kiếm khí đầy trời tràn qua xé nát. Hùng Sơn cũng không nhìn qua thanh phi kiếm đã hóa thành nát bấy, ánh mắt sớm đã rời về phía một thanh trường kiếm có thân kiếm uốn lượn khác như con rắn. Bàn tay gã khoa lên một cái, thủ ấn màu vàng trong hư không liền lập tức tiến tới dò xét thanh phi kiếm đó. Hàn lập lúc ban đầu còn nhìn thoáng qua tình huống đó, rồi sau đó toàn tâm tập trung vào cảm mộ bên trong trận đồ kiếm ảnh. Lúc trước tìm hiểu vạn kiếm đồ, dù hắn tu tập thần thông niệm kiếm quyết, Cùng với mong muốn khống chế nó, hắn đã lý giải diễn biến kiếm trận trong đó nhưng ứng dụng trên thực tế cũng không có nhiều lợi ích thiết thực. Nhưng mà kết hợp việc tìm hiểu trận đồ kiếm ảnh lại khiến cho hắn thu hoạch được rất nhiều. Trận kiếm ảnh này suy cho cùng về bản chất là thông qua vận dụng kiếm khí để xây dựng trận pháp. Chỉ cần là trận pháp thì sẽ phải có trục trận và mắt trận, đầu tiên phải tìm được những chỗ trọng yếu này thì sẽ có cơ hội phá hư nó để hóa giải trận pháp. Thời gian từng giờ trôi đi, trong nháy mắt đã qua nửa ngày. Hàn Lập thông qua quan sát một hồi, đã tìm được không ít trục trận trọng yếu, nhưng nếu muốn thần không biết quỷ không hay mà làm trận pháp mất đi hiệu lực, thì chưa có cách nào làm được. Một khi hắn cưỡng ép làm như vậy thì không thể nghi ngờ cùng ý định cưỡng ép cướp lại phi kiếm là giống nhau, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên hắn lại tiếp tục tham ngộ, đồng thời lẳng lặng chờ đợi thời cơ. Trong khoảng thời gian này, Hùng Sơn đã liên tiếp xóa đi lạc ấn của mấy trăm thanh phi kiếm ở mấy khu vực phía đông và phía nam Thảo Nguyên, rút kiếm nguyên bên trong ra, Giờ phút này, một nửa bầu trời trên thảo nguyên cũng có một thanh phi kiếm hóa thành hình dáng linh thể đang lơ lửng. Chỉ thấy thân hình hùng sơn lóe lên, bay vút thẳng đến bên trong khu vực phía tây thảo nguyên, lại khoa tay lên, chảo tới một thanh khoan nhận cự kiếm. Lúc này, sắc mặt gã ta mơ hồ hơi trắng bệch, dường như việc tế luyện này cũng tiêu hao không ít nguyên khí của gã. Bất quá, thân tình trên mặt gã lại vô cùng thỏa mãn, trong mắt cũng lóe ra hào quang càng lúc càng nóng rực. Ánh mắt Hàn Lập lúc này nhìn chằm chằm vào trận đồ trên bầu trời, cẩn thận quan sát ngàn vạn kiếm ảnh trong đó đúng lúc này hắn bỗng nhiên phát hiện trận đồ kiếm ảnh trên bầu trời tựa như có vài chỗ không giống lúc đầu nhưng cụ thể không giống nhau ở đâu hắn trong chốc lát chưa thể nhìn ra bất quá hắn mơ hồ cảm thấy ở chỗ khác nhau đó sẽ có khả năng cải biến trận pháp là cơ hội đoạt lại thanh trúc phong vân kiếm nhưng mà hắn càng tập trung tinh thần nhìn lại càng không có cách nào thấy rõ nơi mấu chốt trong lòng không khỏi có chút lo lắng không bao lâu sau hùng sơn đã xóa di toàn bộ lạc ấn của chủ nhân cũ trên hơn trăm thanh phi kiếm ở khu vực phía tây rồi đến tận đây hơn phân nửa phi kiếm các chủng loại kiếm trên thảo nguyên cũng đã được chuyển hóa thành kiếm nguyên tinh thuần chỉ thấy sau khi hoàn thành hùng sơn cũng không tiếp tục chạy tới khu vực tiếp theo mà lật tay lấy ra hai viên đan dược ra dùng sau đó mới xoay người nhìn sang phía hàn lập bên này ánh mắt gã thoáng di chuyển lệch đi nhìn qua lại chỗ hàn lập và trục phong hai lần dường như là đang suy nghĩ nên đi khu vực phía bắc chỗ Hàn Lập trước hay là đi khu vực tây bắc chỗ Trục Phong trước. Chán Hàn Lập đã lấm tấm mồ hôi, trong lòng lo lắng muôn phần, nhưng vẫn chưa tìm ra phương pháp bài trừ khốn cảnh trước mắt. Hắn hít sâu một hơi, rứt khoát khép hai mắt lại, không hề nhìn trận đồ kiếm ảnh kia, mà là lấy thần thức mạnh mẽ thăm dò vào trong đó. Thần thức lúc này mới tiến vào trận đồ, trong nháy mắt Hàn Lập liền cảm thấy thần hồn đau đớn một hồi, giống như bị mấy trăm đạo kiếm quang cùng một lúc chém vào thần hồn, cảm giác đó quả thực khó nói lên lời tuy nhiên hắn không lùi bước vẫn âm thầm nghiến răng dùng thần thức cường đại mạnh mẽ chịu đựng giờ phút này hùng sơn một lòng đều tập trung vào việc xóa đi lạc ấn phía trên phi kiếm nguyên bản mà những trưởng lão còn lại cũng biết trận đồ lợi hại không dám thả thần thức dò xét cho nên tất cả mọi người ở đây căn bản không có ai chú ý tới hành vi lớn mật của hàn lập sau khi dốc sức vận hóa hai viên đan dược kia sắc mặt hùng sơn hơi khôi phục một chút Ánh mắt gã cuối cùng tập trung vào hướng tây bắc, thân hình khẽ động, bay vút tới đó. Chỉ thấy bàn tay gã thò ra phía trước, một thủ ấn màu vàng liền ngưng tụ trong hư không, chảo tới một thanh thanh trúc phong vân kiếm. Thanh phi kiếm tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm kéo tới, thân kiếm nhanh chóng rung rung, phát ra từng đợt âm thanh trầm thấp ông ông, nghe có chút giống giọng nữ tử nức nở nghẹn ngào. Thanh âm này lọt vào trong tai Hàn Lập, giống như biểu đạt vì Hàn Lập thấy chết mà không cứu, mà ai oán và bất mãn. Đúng lúc này, Hàn Lập đang một mực nhắm mắt dò xét, bỗng nhiên hai mắt mở ra. Khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, không dễ phát giác. Tiếp theo trong nháy mắt, thanh phi kiếm này đã bị thủ ấn màu vàng hư nhược giữ tại trong lòng bàn tay, âm thanh mãnh liệt dồn dập rung động bỗng im bặt, thân kiếm bỗng nhiên đứng yên, vững vàng lơ lửng tại không trung, không có chút dị động. Mà 71 thanh phi kiếm khác vốn từ bốn phía phóng tới, như là nhận được mệnh lệnh, đều đồng thời dừng lại từng thanh một như là binh sĩ sắp nhảy vào trận chiến, tinh thần tập trung cao độ, thân hình không chút run rẩy. Trục Phong thấy những thanh phi kiếm lợi hại này vừa rồi còn làm ầm ý, đột nhiên lại yên tĩnh lại, vốn là vui vẻ, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng y bỗng nhiên nổi lên một tia dự cảm không tốt. Quả nhiên, tiếp theo trong nháy mắt, dị biến đột nhiên phát sinh. Gã thấy trong nháy mắt ở trên thanh thanh trúc phong vân kiếm này rất nhanh bỗng nhiên vang lên tiếng sấm đùng đùng, hồ quang điện màu vàng trói mắt liên tiếp rung động, bỗng nhiên hóa thành một vòng tròn cực lớn màu vàng kháng cự lại thủ ấn màu vàng. Cùng lúc đó, quanh thân 71 thanh thanh trúc phong vân kiếm khác cũng lập lòe điện mang màu vàng, đồng thời từng thanh như người đang dẫy dụa khỏi trói buộc, nhanh chóng bắn đến thanh phi kiếm kia. Ầm ầm ầm, tiếng sấm liên tục vang lên, 71 thanh phi kiếm mang theo kim lôi cuồn cuộn, trực tiếp đánh vỡ thủ ấn màu vàng kia, rồi cùng thanh phi kiếm trong đó tụ hợp vào cùng một chỗ. Thật sự là phế vật, còn không mau chóng làm cho các phi kiếm trở về vị trí cũ. Hùng Sơn thấy thế, tức giận quát, gã ta đầu tiên còn cho là phi kiếm lại một lần theo bản năng chống lại, trách cứ lên đám thủ hộ, thật tình chưa biết có người đứng sau nhưng trong lòng thì càng thêm phiền muộn. Vừa rồi không phải gã ta không muốn trói buộc phi kiếm, mà là căn bản không trói buộc được. Nhưng mà, gã ta vừa dứt lời, quanh thân 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm đồng thời bắn ra hồ quang điện màu vàng trói mắt, rồi bỗng nhiên hóa thành 72 tia chớp vàng nhanh chóng bắn đi, tránh thoát khỏi khống chế của trục phong, nhằm phía đông kiếm trận mà bay vút đi. Trục phong thấy thế, quá sợ hãi, vội vàng vận chuyển thần thông, đều muốn ngăn lại, nhưng phi kiếm phóng xuất ra tịch tà thần lôi, độn tốc nhanh kinh người, chỉ thoáng một cái đã đến phía đông thảo nguyên. Đừng nói gã ta căn bản không khống chế kịp, đến cả Hùng Sơn cũng không thể kịp phản ứng. Sau khi lướt đi, 72 thanh phi kiếm cũng không lập tức phá trận rời đi, mà lại đột nhiên tứ tán ra, ở giữa không trung kéo lê từng đạo quỹ tích biến hóa thất thường, cuối cùng phân tán đến các nơi trong một khu vực đúng là trong thiên phong tụ linh kiếm trận lại hình thành một kiếm trận nhỏ. Chỉ thấy ánh sáng kiếm trận nhỏ mới thành bỗng nhiên sáng rõ, bắn ra những tia sáng chói mắt, chiếu dọi thẳng vào trận đồ kiếm ảnh trên bầu trời, khiến cho sợi tơ màu vàng cấu thành kiếm ảnh trong đó nhanh chóng chuyển rời Kiếm khí đầy trời nhằm phía Thanh Trúc Phong Vân kiếm bên này chen trúc lao đến. Đúng kiểu rút dây động rừng, hầu như trong nháy mắt, kiếm khí của các chủng loại kiếm khắp thảo nguyên lộn xộn lao đến cả tòa thiên phong tụ linh kiếm trận cũng theo đó mà phát sinh ra một loại dị biến kinh người. Loại cảm giác dường như cả tòa đại trận vào thời điểm này bỗng nhiên xoay ngược lại. Thân hình hùng sơn lóe lên, vừa muốn ngăn cản, nhưng bởi vì khí thức bản thân liên hệ chặt chẽ cùng kiếm trận, đã bị đại trận xoay ngược lại ảnh hưởng khiến cho tiên linh lực toàn thân vận chuyển hỗn loạn. Gã ta đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng rơi xuống đất. Trong lúc gã ta rất vất vả ổn định lại thân hình thì cũng đã không còn kịp rồi mà cả đám trưởng lão còn lại cũng đều bị một màn biến cố này làm cho kinh sợ trong lúc nhất thời không ai có phản ứng gì về phần những tên đệ tử đại thừa hợp thể kỳ kia thì dù muốn thì căn bản cũng bất lực trưởng lão ma tà đứng ở xa xa ngoài trận xem thế nào thì lại sớm nhìn ra điểm dị thường nhưng theo góc độ y quan sát đầu tiên còn cho là bản thân kiếm trận biến hóa căn bản không muốn phải làm gì trong mọi người ở đây chỉ có một mình hàn lập sớm biết việc này lúc trước hắn chịu đựng để kiếm khí trong trận đồ trùng kích Mạnh mẽ dùng thần thức quan sát trong đó, chính là phát giác kiếm khí lưu chuyển và mật độ khắp nơi trong trận đồ có biến hóa. Hắn phát hiện sau khi Hùng Sơn chuyển hóa hơn phân nửa phi kiếm, ở các khu vực tại vị trí những phi kiếm này, độ dày đặc của kiếm khí tăng lên rất nhiều, mặc dù không đến mức quá rõ ràng, nhưng vẫn dẫn đến mất cân bằng ở mức độ nhất định. Vì vậy, hắn thông qua thanh trúc phong vân kiếm hình thành kiếm trận dẫn dắt, nhanh chóng mở rộng trạng thái mất cân bằng nhất định này, cuối cùng dẫn đến toàn bộ Thiên Phong Tụ Linh kiếm trận xoay ngược lại hết thảy việc này nói thì dễ dàng, nhưng thực hiện lại vô cùng khó khăn. Đầu tiên, phải có cảm giác cực kỳ mẫn cảm đối với biến hóa của trận đồ kiếm ảnh, phát hiện biến hóa rất nhỏ của kiếm khí trong đó. Thứ hai, phải nắm chuẩn xác thời cơ thay đổi đại trận, nếu không đúng thời cơ, thì khi thay đổi hơn phân nửa cũng chỉ có thể là nhận lấy kết cục thất bại. Cuối cùng, để mà dẫn dắt kiếm trận kiếm khí loại nhỏ này cũng là xuất từ vạn kiếm đồ, vốn có quan hệ cực kỳ nhiều với trận đồ kiếm ảnh, cùng hấp dẫn lẫn nhau. Tất cả những việc đó không thể có mảy may sai lầm, như vậy mới có thể trên cơ sở không phá hư kiếm trận mà xoay ngược lại đại trận. Nếu không thì sẽ chỉ có thể phá vỡ kiếm trận làm cho tan vỡ mà thôi. Chỉ thấy kiếm nguyên trong mấy trăm đạo phi kiếm chi chít, chăng chít lơ lửng ở trên không trung, đột nhiên như là bị cái gì triệu hoán, đều lóe lên hào quang, nhanh chóng lướt đi, ở giữa không trung kéo lê từng đường cong kỳ dị độ. Lúc này, trưởng lão Ma tà tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trận đồ kiếm ảnh phía trên, liền kinh ngạc phát hiện quỹ tích bay vút của những kiếm nguyên này và toàn bộ kiếm ảnh giống nhau. Mà lúc này chỗ thanh trúc phong vân kiếm hình thành kiếm trận, đã tạo thành một dòng xoáy cực lớn màu xanh hình cái loa, trong đó cuồn cuộn kiếm khí, chính giữa mơ hồ có điện quang màu vàng không ngừng chấp động. Mấy trăm đạo kiếm ý có kiếm nguyên tinh thuần ngang nhiên lôi cuốn vô số đạo kiếm quang với kiếm khí vô cùng sắc bén hội tụ vào bên trong dòng xoáy màu xanh giữa bầu trời đầy dãy kiếm ảnh làm cho nổi bật lên, tạo thành một bức tranh kiếm chiều dâng có thanh thế to lớn đến cực điểm, chỉ có thể dùng cảnh vạn kiếm quy tông để miêu tả nhưng cũng không có cách nào hình dung chuẩn xác. Chương 212, phá không, những kiếm nguyên tinh thuần này không còn lạc ấn của chủ nhân ban đầu sẽ như là thuốc bổ tốt nhất trên thế gian dành cho phi kiếm, chẳng những dinh dưỡng cực tốt, hơn nữa còn rất dễ tiêu hóa. Hầu như chỉ trong nháy mắt công phu, những kiếm nguyên này giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhanh chóng bị 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm hấp thu hơn phân nửa. Tất cả các phi kiếm đều chấn động mạnh thân kiếm truyền ra từng tiếng hú gọi sắc bén, giống như phát ra tiếng kêu vui sướng đến cực điểm. Kiếm trận bị thanh trúc phong vân kiếm xoay ngược hẳn nên lúc này đã hoàn toàn không khống chế được chúng, còn lại những phi kiếm chưa bị xóa đi lạc ấn, tựa hồ cũng nhận được cổ vũ, từng thanh một lần nữa điên cuồng rằng co. Những tên phế vật các ngươi, còn chưa động thủ chế trụ những phi kiếm này, còn chờ gì nữa. Hùng Sơn thấy cảnh này, hai mắt lửa giận hầu như muốn phun ra, lớn tiếng quát ngoại trừ vài tên trưởng lão đang khống chế khu vực phi kiếm bên ngoài các trưởng lão nội môn còn lại đồng thời vội vàng thi triển thần thông chuẩn bị ngăn chặn kiếm triều đang không ngừng dũng mãnh lao vào bên trong vòng xoáy tuy nhiên những pháp trận này được thiết lập vốn chỉ để trói buộc một số tương đối ít phi kiếm sao động hiện tại hầu như tất cả phi kiếm đều bạo động khiến những người này đều luống cuống tay chân không thể đối phó được đạo hữu mata xin giúp hùng mỗ một tay tất có hậu báo sau khi hét lớn một tiếng Hùng Sơn cắn răng, một tay nhanh chóng kết kiếm quyết, đánh ra một chiêu mút trời. Chỉ nghe một tiếng len keng sắc nhọn vang lên, thanh trường kiếm màu vàng vốn ở trên đài cao, lập tức tỏa ra kim quang mãnh liệt, đột ngột từ mặt đất trồi lên. Mũi kiếm chuyển hướng, cấp tốc phóng tới bên này, kiếm này vừa rời khỏi đài tế kiếm, toàn bộ đại trận liền dừng vận hành. Màn sáng kiếm ảnh đầy trời cũng lập tức biến mất, mà tà trần chờ một chút, rồi lúc này hai tay mới thỏ ra, vung một chiêu hướng lên bầu trời một hồi âm thanh xì xì xì, như dòng điện kích động vang lên, chỉ thấy hơn 10 thanh trường kiếm đen thui từ trong hư không bay ra, có lôi điện màu đen quấn quanh toàn thân, liên kết với nhau bay đến phía kiếm chiều. Nhưng vào lúc này, thanh trúc phong vân kiếm ở bên này thôn vệ kiếm nguyên cũng đã đến khâu cuối cùng. Một tiếng vang ầm ầm rất lớn. Chỉ thấy một lôi trụ khổng lồ màu vàng thô kịch, to hơn 10 trượng, cao tới ngàn trượng, từ trong vòng xoáy màu xanh bay lên, như một cây thiên thần lôi màu đâm thẳng vào trời xanh ầm 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 giữa không trung liên tiếp vang lên tiếng nổ đùng chấn động đất trời các tầng cấm chế bao phủ toàn bộ thảo nguyên kiếm đều bị xé rách trên đỉnh đầu mọi người xuất hiện một cái lỗ khổng lồ sâu hun hút thoạt nhìn như là toàn bộ vòng trời bị chọc một lỗ thủng cực lớn cây lôi mâu chỉ thoáng hiện rất nhanh kim quang nứt vỡ hóa thành từng điểm kim quang rơi lả tả nhưng lôi quang trên 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm không giảm tia điện màu vàng chẳng chịt liên kết quấn vào nhau dung hợp lại trong một mảnh điện quang sáng chói tạo thành một thanh cự kiếm màu xanh, dài hơn 10 trường. Chỉ thấy cự kiếm vừa mới thành hình, lập tức chuyển hướng đến cái lỗ khổng lồ trên bầu trời, thân kiếm lóe lên ánh sáng màu xanh, nhộn nhạo một hồi, rồi phi độn đến đó. Đúng vào lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng xé gió vô cùng bén nhọt, đâm vào màng nhĩ mọi người, gây ra đau nhức vô cùng. Thậm chí, một ít đệ tử hợp thể kỳ không chịu đựng được, lỗ tai dứa máu, ngất luôn. Đứng lại cho ta, hùng sơn hét to một tiếng sau một khắc giữa không trung một kiếm ảnh màu vàng to lớn bỗng nhiên phá không lao tới chém xuống cự kiếm màu xanh chỉ nghe một tiếng ken rất to kiếm ảnh màu vàng va chạm với cự kiếm màu xanh lập tức nổ tung một trận chấn động cuồng bạo đến cực điểm trên không trung từ chỗ hai kiếm va chạm nhau bỗng nhiên bộc phát ra một vệt ánh sáng màu vàng quét ngang bốn phía xung quanh tất cả mọi người chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu chấn động một hồi ngửa đầu nhìn lên liền thấy cả phiến thiên không xuất hiện vết đứt gãy rõ ràng. Không phải là hư không bị xé nứt ra, mà là đám mây và kiếm khí trên bầu trời, thậm chí là hơi bụi lơ lửng, đều bị vệt ánh sáng màu vàng kia cắt ra. Mà theo sát phi kiếm bản mệnh của Hùng Sơn, hơn 10 thanh trường kiếm có lôi điện màu đen quấn quanh thì cực kỳ bất hạnh. Chúng nằm đúng ngay trên đường đi của vệt ánh sáng, trùng hợp bị quét qua, bị đánh cho tả tơi thân thể mà quay ngược trở về. Mà tà là chủ nhân hơn 10 thanh kiếm, tự nhiên cũng bị chấn động không nhỏ. Y vội vàng vẫy tay thu hồi phi kiếm của mình, trong mắt hiện lên một tia lãnh mang. Y lúc này triệt để đứng xem, nhưng vào lúc này, một tiếng két giòn vang, một âm thanh đột nhiên từ trên cao truyền vào trong tai mỗi người. Chỉ thấy kiếm ảnh màu vàng kia bỗng nhiên vỡ ra, tiếp theo ẩm ẩm tán loạn. Từ trong đó, một thanh phi kiếm màu vàng bị gãy, mất hết linh quang từ trên không trung rơi xuống. Cùng lúc đó, một tiếng xé gió chói tai truyền đến, thanh cửa kiếm màu xanh thình lình chui thẳng vào lỗ thủng trên không trung tiêu sái mà đi trong chớp mắt không thấy bóng dáng hùng sơn phun ra một ngụm máu tươi lấy tay thu hai đoạn kiếm gãy về gã chăm chú nhìn hai mắt đã là một mảnh màu đỏ tươi tất cả đệ tử thấy thế vội vàng bay về phía gã không một ai dám lên trước hỏi han ma tà cũng chỉ nhăn mày ngậm miệng không nói sau khi hạ xuống cùng mọi người hàn lập âm thầm ổn định khí tức đang cuồn cuộn trong cơ thể một kiếm vừa rồi uy lực thật sự không giống bình thường dù cho có thanh trúc phong vân kiếm thu nạp đầy kiếm nguyên tự hành triệt tiêu phần lớn thì hắn cũng không thể tránh khỏi nhận lấy trùng kích và chấn động hướng đông bắc còn không mau đuổi theo hùng sơn đã phẫn nộ tới cực điểm nghiến răng quát lớn gã ta giờ phút này phi kiếm bản mệnh bị hủy nguyên khí bị tổn hao nhiều phải mau chóng bế quan tu dưỡng ổn định thương thế nếu không tu vi có khả năng bị ảnh hưởng cực lớn mọi người nghe tiếng lập tức thân hình khẽ động định đuổi theo Chậm đã, hướng Tây Bắc, hướng, không đúng, Tây Nam. Hùng Sơn đột nhiên gọi mọi người lại, thần tình trên mặt biến đổi liên tục. Hùng Đạo Hữu xảy ra chuyện gì vậy? Ma tà nhìn không được hỏi, vẻ mặt đám trưởng lão còn lại cũng mờ mịt. Không tốt, một chút liên hệ giữa ta và những phi kiếm cuối cùng kia cũng triệt để bị cắt đứt. Hùng Sơn liếc nhìn y, lạnh giọng nói. Hùng Sơn quay đầu nhìn thoáng qua một mảnh thảo nguyên hỗn độn các loại kiếm, thấy còn lại không đến 300 thanh phi kiếm. Trong mắt của gã bốc lên ngọn lửa giận mút trời. Gã nhấc cánh tay lên, ống tay áo không gió bỗng lay động bay phất phới, tiếp theo đột nhiên vung xuống. Hơn 300 thanh phi kiếm kia lập tức bị một luồng lực đạo cực lớn cuốn ở giữa không trung, kéo lê thành một đường vòng cung, tiếp theo tựa như mưa to rào rào rơi xuống đất. Uinh uinh uinh, âm thanh nổ đùng liên tiếp vang lên. Hơn 300 thanh phi kiếm đều lao xuống đất, tất cả thân kiếm đều cắm sâu vào trong lòng đất, chỉ lộ chui kiếm ra bên ngoài. Tất cả mọi người chung quanh có thể rõ ràng cảm nhận được cơn thịnh nộ của Hùng Sơn, không có chỉ thị của gã cũng không dám vọng động. Từng người đều nơm nấp lo sợ, không dám nói nửa câu. Kẻ vốn chịu trách nhiệm khu vực Thanh Trúc Phong Vân Kiếm chính là Trục Phong, giờ phút này y sợ đến mức toàn thân run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu. Phải biết rằng, y chẳng qua chỉ là một trưởng lão nội môn mà thôi. Nếu phó đạo chủ Hùng Sơn trong cơn thịnh nộ muốn giết y cho hả giận, vậy y chỉ có thể chết, không cần nghi ngờ. Sau đó dù cho tông môn muốn truy cứu thì đối với y cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ánh mắt Hùng Sơn chậm rãi đảo qua tất cả mọi người. Gã ta giờ phút này tuy rằng thịnh nộ đến cực điểm, nhưng cũng không mất đi lý trí. Gã biết rõ Thiên Phong Tụ Linh kiếm trận tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ phát sinh nghịch chuyển. Chuyện này tất nhiên là có kẻ nào đó động tay động chân, mà kẻ đó rất có khả năng là một trong 10 tên trưởng lão đang ở trước mắt này. Trục Phong chịu trách nhiệm về 72 thanh phi kiếm kia, tuy rằng là khả nghi cực lớn, nhưng cũng không phải là người mà gã hoài nghi nhất xem ra khả nghi nhất chính là kẻ chủ động yêu cầu đến đây quan sát kiếm trận là mata dù sao kiếm trận bậc này phức tạp đến cực điểm ngay bản thân gã cũng không cách nào hoàn toàn khống chế nếu nói là bên trong những người trước mắt này thực sự có người có năng lực nghịch chuyển kiếm trận như thế vậy không thể nghi ngờ cũng chỉ có mata tên này tu vi gần bằng gã là người có khả năng làm được hùng phó đạo chủ người sẽ không hoài nghi ta chứ trừ lúc cuối cùng ngươi gọi ta ra tay, từ đầu tới cuối, ta đứng nguyên tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới thứ gì, thậm chí ngay cả một tia khí tức cũng không có phát ra. Nếu ta thật sự động thủ, làm sao ngươi không hề phát hiện ra được? Mà tà tựa hồ nhìn ra tia hoài nghi trong ánh mắt Hùng Sơn, lớn tiếng nói. Mà đạo hữu không cần như vậy, Hùng Mỗ cũng không có nói qua như thế. Hùng Sơn hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Hoài nghi chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ thì không có bất kỳ ý nghĩa gì gã ta cho tới bây giờ cũng không phải là người lỗ mãng nếu không hiện tại cũng không có khả năng giữ vị trí phó đạo chủ xem ra hôm nay hùng phó đạo chủ cũng không thiếu việc phải xử lý tại hạ không quấy dày nữa những vật kia cho mượn ngày khác đến lấy cũng được cáo từ ma tà nghe vậy chậm rãi nói hùng sơn cũng không nói gì thêm nữa một tay nhấc lên đánh ra mấy đạo pháp quyết vào một chỗ hư không chỗ đó liền chấn động rồi hiện ra một vòng bạch quang lớn mấy trượng ma ta tà chắp tay với hùng sơn thân hình nhoáng một cái đã chui vào giữa bạch quang. Hùng Sơn nhìn thân ảnh ma tà đã hoàn toàn biến mất trong bạch quang, mới thu hồi ánh mắt. Gã ta một lần nữa đảo qua 10 người hàn lập, ánh mắt lạnh thấu xương, sắc mặt âm trầm như nước. Bầu không khí như động lại, tất cả mọi người câm như hến, không dám phát ra một thanh âm nào. Hàn lập cũng như những người khác, hơi cúi đầu, không đối mặt cùng Hùng Sơn. trưởng lão trục phong, người không có gì để nói sao. Nửa ngày sau, ánh mắt Hùng Sơn cuối cùng tập trung trên người Trục Phong. Hùng đạo chủ, cái này, ta, không là, trong lòng Trục Phong mãnh liệt nhảy dựng lên, ấp a ấp úng cả buổi, cũng không nói được cái gì. Hùng Sơn lại âm thầm thúc giục thần thức dò xét toàn bộ cấm địa một lượt, vẫn không phát hiện dấu vết nào, cuối cùng nói. Lúc trước ta cũng đã nói, nếu có người nào làm cho ta như xe bị tuột xích, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Nếu như trưởng lão Trục Phong cho ta một vố lớn như vậy, người không bồi thường một phen sợ là không có đạo lý. Hùng phó đạo chủ, người muốn, phải bồi thường như thế nào? Trục phong hơi ngẩng đầu nhìn về phía Hùng Sơn, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh, nói. Tổn thất của ta lớn như thế, chỉ sợ tất cả của cải của ngươi cũng không bồi thường nổi. Ta cũng không phải là người tuyệt tình lãnh khốc như vậy, hãy đền bằng 6.000 điểm công trạng và 300 tiên nguyên thạch đi. Hùng Sơn lạnh lùng nói ra, trong giọng nói lộ ra vẻ trầm trọng. Trục phong nghe vậy, lập tức thân thể mềm nhũn, hầu như muốn co quắp lại, té trên mặt đất. Phí bồi thường này, có thể nói tất cả của cải trước mắt của y cộng lại cũng không bằng. Muốn y xuất ra thân ra một lần nhiều như vậy thì quả thực lấy mạng y còn dễ hơn. Thế nhưng khó chịu vẫn chỉ là khó chịu, y không thể không tiếp nhận hậu quả này. Mọi người tại đây nghe vậy, cũng âm thầm líu cả lưỡi. Một mặt thầm mắng Hùng Sơn có tâm quá đen, một mặt cảm thấy may mắn vì mình không phải là cái tên xui xẻo trục phong kia. chương 213, trở về. Hùng, hùng phó đạo chủ, ta tích góp từng chút một trong nhiều năm, cuối cùng sẽ có 6.000 điểm công trạng. Nhưng 300 tiên nguyên thạch thật sự không có, có thể đổi bằng linh thạch cực phẩm hay không? Sắc mặt trục phong khó coi, hỏi thử, Bổn tỏa có thể thư thả cho ngươi chút thời gian, trong vòng 10 năm gom đủ cho ta. Việc này coi như xong, Hùng Sơn liếc mắt nhìn y, lạnh lùng nói ra, cái này, được rồi, vẻ mặt trục phong buồn rười rượi, khó khăn đáp, các ngươi nhớ kỹ, sau khi ra khỏi nơi đây, không được phép nói với bất luận kẻ nào, nếu không ta quyết không cho con đường sống. Tốt rồi, cút đi. Sau khi hung hăng gõ trục phong một khoản, tâm hình hùng sơn cũng không trở nên tốt hơn, không chút khách khí hạ lệnh trục khách. Mọi người nghe xong, đành phải vội vàng đáp ứng, cả bọn đã vất vả hơn nửa ngày, đến nửa điểm công trạng cũng không có, nhưng không dám nói thêm câu gì, đều hầm hực rời đi. Sau khi ra khỏi cấm địa, Hàn Lập và Kỳ Lương không nói với nhau câu nào, đi một mạch đến Điện Lâm Truyền rồi mới nhìn nhau cười khổ, mỗi người truyền tống về động phủ của mình. Sau khi trở về động phủ trên ngọn xích hà, Hàn Lập lập tức tra xét quanh thân rõ ràng một lượt. Sau khi đã xác nhận không bị Hùng Sơn gieo ấn ký, hắn mới hơi yên lòng một chút, rồi tiến vào mật thất, khoanh chân điều tức. Mấy ngày sau, bên trên một ngọn núi trơ trọi ở phía đông bắc gần biên giới dãy núi Trung Minh, một lão giả gầy gò, mặc quần áo trắng tuyết, đầu vắn búi tó, đang đứng trên một mỏm núi lớn nhẵn bóng. Lão ta ngửa đầu nhìn lên không trung phía tây nam, chỗ đó bầu trời trong vắt như được dùng nước rửa sạch, lão giả nhìn về phía đó, trong ánh mắt lại lóe ra tia hưng phấn, trên mặt cũng hiện đầy vẻ chờ mong. Sau một lát, chỗ chân trời ban đầu vốn không có vật gì, đột nhiên sáng lên một vòng thanh quang. Trong khoảnh khắc, thanh quang kia bỗng nhiên sáng rực, hiển lộ ra một thanh cự kiếm màu xanh, lướt nhanh về phía này. Quả nhiên, con người lão giả gầy gò sáng lên, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Sau một khắc, khí thế toàn thân lão ta đột nhiên biến đổi. Tinh thần, khí thế đều đạt tới trạng thái sung mãn nhất, hiện rõ ra là một tu sĩ chân tiên cảnh sơ kỳ. Lão ta vốn là một tán tu trên biển bên ngoài đại lục cổ vân, mấy ngày gần đây mới đi đến gần dãy núi Trung Minh này. Lão ta vốn chỉ muốn nghỉ ngơi mấy ngày tại đỉnh núi này, không nghĩ tới lúc vừa mới ngồi xuống, lại cảm ứng được khí thức của một thanh phi kiếm cổ quái có thể so với tiên khí đang bay nhanh về phía lão. Lão giả vốn cũng là tu sĩ chân tiên cảnh tinh thông kiếm đạo, trong tình huống không có cảm ứng được khí thức của chủ nhân phi kiếm, lòng tham nhất thời nổi lên, định chặn phi kiếm này lại. Mắt thấy phi kiếm đã tới gần, thân hình lão giả phóng lên, hóa thành một tia bạch quang chói mắt, lao vút tới phía phi kiếm. Thanh trúc phong vân kiếm hóa thành cự kiếm, giờ phút này tuy rằng không có hàn lập thao túng, nhưng vẫn dựa vào bản năng, nổi lên ý kháng cự. Trên thân kiếm phát ra một tiếng rít xì xì vang nhỏ. Lão giả kia giờ phút này đâu có quan tâm tới việc vật đó, Đưa hai tay bao bọc linh quang ra phía trước tìm kiếm, đồng thời định nắm lấy chuôi của thanh cửa kiếm. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm vang rất lớn, bên trên cửa kiếm màu xanh đột nhiên sáng lên một vòng kim quang chói mắt. Vô số tia điện màu vàng như long xà đột nhiên điên cuồng phóng ra, bao phủ hư không trong phạm vi tầm hơn 10 trượng, hóa thành một quả lôi cầu màu vàng, kín mít không một kẽ hở. Bên trong truyền ra một tiếng gào rú thê thảm, ngay sau đó, lôi cầu màu vàng đột nhiên co rụt lại, biến mất không thấy gì nữa.